Xin kính chào quý vị, cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Như đã hứa thì Phương Hằng tôi trở lại. Vì như quý vị cũng biết rằng là dù muốn dù không gì thì cũng rất là khó đúng không quý vị? Thì hôm nay tôi trở lại với quý vị là bởi vì tôi cảm thấy là mình nợ tình thương của quý vị, nợ quý vị một ân tình mà quý vị đã dành cho Nguyễn Phương Hằng tôi. Phải nói rằng là sau cái ngày chủ nhật tuần trước tôi rời đi á, thì bắt đầu qua ngày thứ hai, thứ ba, tôi khóc rất là nhiều mỗi khi lướt trên TikTok. Thì phải nói một điều là những cái cảm xúc nó tuôn trào mà không biết tại sao mà tôi kềm chế được. Đây tôi phải khóc vì là tất cả các tình thương quý vị dành cho tôi quá lớn. Tôi cảm thấy tôi nợ quý vị một ân tình và nợ quý vị một cái tình thương nào đó. Thì quý vị cũng biết rằng là khi tôi rời đi với một cái niềm tin là tôi tạm ứng niềm tin vào sức mạnh của cộng đồng. Quả là không sai. Quả là không sai nha quý vị. Bởi vì tôi có 6 tháng để chiến đấu, có khi một tuần, 2 lần, 3 lần, có khi tới 4 lần. Thì khi tôi rời đi, tôi có một niềm tin nhất định là tôi tạm ứng niềm tin vào sức mạnh của cộng đồng. Và rõ ràng là khi tôi rời đi thì tất cả gần như tràn lan trên TikTok về cái chủ đề mà mọi người thương mến tôi. Đó là những gì mà tôi còn có thể quay trở lại với quý vị với một cái niềm tin để mà cùng với quý vị đi tới một cái chân lý sau cùng. Là bởi vì trong cái cuộc chiến này tôi là người làm chủ cuộc chơi. Nhưng tôi muốn rời đi vào những lúc cao trào để xem rằng tôi muốn đo cái thước đo của tình thương của quý vị đã dành cho tôi. Và tôi muốn hiểu quý vị đã thương tôi như thế nào. Là tôi tạm ứng niềm tin từ quý vị và niềm tin sức mạnh từ cộng đồng để nói lên cái chân lý, cái điều chính nghĩa. Và phải nói một điều rằng là tôi quả là không sai. Và sự thật là quý vị đã thương mến tôi, cổ vũ tôi và trên TikTok gần như 90% đã đứng về chính nghĩa. Vậy thì đâu đó còn một số người họ còn đang u mê lẫn quẩn. Và tôi phải có cái bổn phận là phải đưa quý vị đi đến chân lý cuối cùng là làm cho tròn trách nhiệm của mình. Thì hôm nay tôi sẽ bùng nổ cùng với quý vị tất cả những gì có thể để giải quyết những cái khúc mắc còn lại sau khi tôi rời khỏi YouTube một tuần. Thì tôi đã thấy quá nhiều điều hạnh phúc cho mình, cộng thêm những điều ngang trái mà tôi cùng quý vị phải làm cho sạch. Nếu không thì nó nửa vời. Tôi vừa rời đi thì mọi người cứ tưởng cứ ngỡ rằng là tôi sẽ không quay trở lại. Nhưng quý vị có nhớ không, tôi có nói một câu là tôi sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào nếu điều đó bất công. Và quả thật là tôi đã quay trở lại với tất cả niềm tin yêu quý vị đã dành cho tôi. Thì để không phụ lòng quý vị, tôi phải chiến thắng. Hận tôi cũng phải thắng, ghét tôi cũng phải thắng. Là bởi vì tôi tin vào bản thân tôi và tin vào quý vị là những người cùng với tôi thương dân thương nước và phải dẹp những cái loại cặn bã núp lùm trong xã hội này ra. Và tôi sẽ trở lại vị trí ngồi để cùng giao lưu với quý vị ngày hôm nay. Quý vị cho tôi trong 30 giây nha quý vị. Xin kính chào tất cả quý vị đang xem trên TikTok cũng như YouTube Trường Đua Đại Nam. Thì hôm nay Phương Hằng tôi trở lại với một cái niềm tin yêu thật là mãnh liệt mà quý vị đã dành cho tôi. Đó là động lực to lớn nhất mà tôi không thể nào không trở lại. Thì tôi sẽ có nhiều chủ đề, từng chủ đề một để chia sẻ với quý vị. Qua những cái câu chuyện mà chỉ có một tuần lễ tôi rời đi thì nó đã xảy ra rất là nhiều câu chuyện. Thì đầu tiên á, thì tôi muốn nói với quý vị rằng là khi tôi rời đi mà tôi xót xa nhất là tôi đã nợ quý vị một ân tình. Gần như đâu đó đã thể hiện cái tình cảm rất là cao quý mà quý vị đã dành cho tôi. Mỗi khi lướt trên TikTok tôi đều khóc. Là bởi vì trái tim tôi rướm máu, quý vị đã dành cho tôi quá nhiều ân tình, quá nhiều tình thương và quý vị đã tin tôi. Thì không lý do gì mà tôi để cuộc chơi này nửa vời, bởi vì tôi là người làm chủ cuộc chơi và tôi đã đo được cái cung bậc cảm xúc của tất cả quý vị dành cho tôi. Và kính thưa quý vị, khi tôi rời đi thì cái điều mà khiến cho tôi buồn thứ hai nữa là con bé của tôi nó bị tấn công khốn nạn.
Con bé của tôi nó chỉ mới 15 tuổi thôi, thì nó chụp những tấm hình, tôi rất là hạn chế cho con nó lên mạng, và chính con bé nó cũng rất là ngại khi lên mạng. Nhưng mà khi cháu lên mạng thì cái lượt xem là 3-4 triệu lượt xem hình ảnh của cháu, thì có những cái lời gửi gắm thương yêu, chia sẻ rất là chân tình, và có những cái lời rủa cháu rất là dã man. Thậm chí quý vị là mẹ như tôi, quý vị sẽ thấy rằng là cái lũ này thật là dã man rợ. Nó nguyền rủa con bé và nó chửi con bé những cái lời không thể tha thứ được. Nếu quý vị là phụ huynh như tôi, chắc chắn quý vị sẽ không tha. Bởi vì những cái lời độc ác dành cho một đứa bé mới 15 tuổi chơi như vậy á, thì để thể hiện là phong độ của mình chỉ là những cái loại thành phần bẩn và núp lùm. Phụ huynh chơi với nhau mà đi lôi con nít vào thì quá hèn. Cho nên đó là cái điều mà khiến cho tôi rất là đau lòng. Và tiếp theo nữa thì quý vị cũng biết rằng là mấy hôm nay á, rất là nóng về cái câu chuyện mà của Thủy Tiên và Công Vinh. Thì quý vị cũng biết rằng là chính Công Vinh đã nói rằng tôi không đủ tư cách để mà nói đến vợ chồng Công Vinh. Thì nếu tôi không đủ tư cách thì Công Vinh cũng không nên quan tâm tới tôi làm gì. Thì bây giờ trước khi vào câu chuyện của Công Vinh Thủy Tiên mấy hôm nay cực kỳ nóng trên xã hội, nhưng tôi xin quý vị rằng là nếu Công Vinh nói tôi không đủ tư cách, vậy thì tôi có đại diện cho quý vị được không? Quý vị hãy thả số 1 cho tôi đi, rồi tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của Công Vinh và Thủy Tề. Để chứng minh rằng là tôi có quyền đại diện cho quý vị trong câu chuyện này để đi tìm chân lý, và tôi sẽ lật tung mặt ra những cái câu chuyện mà nằm khuất tất sau đó. Thì quý vị hãy thả số 1 cho tôi sẽ đại diện quý vị làm hết trách nhiệm với những gì tôi phải làm. Đấy, thì chắc chắn là hiện nay là vợ chồng Công Vinh đang xem. Đây là quý vị tạm ứng niềm tin cho tôi, tạm ứng cho tôi để tôi có thể thay mặt quý vị tôi chơi một cuộc chơi pháp lý với Công Vinh Thủy Tiên bằng luật. Kính thưa quý vị, thì như thế này thì quý vị cũng đã chứng minh cho tôi rằng tôi có thể đại diện cộng đồng. Và tất cả những gì tôi làm suốt 6 tháng nay, mục đích của tôi là mang đến cho cộng đồng những gì mà trở về thực tại. Tôi sẽ đưa quý vị qua rất nhiều cung bậc cảm xúc vào đêm nay với nhiều câu chuyện đã xảy ra trong suốt 6 tháng qua. Thì quý vị đã tạm ứng niềm tin cho tôi, thì tôi bắt đầu vào câu chuyện. Kính thưa quý vị cũng biết là sau khi mà Công Vinh Thủy Tiên sao kê về, thì ở trên mạng á có rất nhiều bình luận và có rất nhiều cái cách soi của mọi người nha quý vị. Cách soi của mọi người thì dành cho cái vấn đề mà Công Vinh với Thủy Tiên sao kê ha. Nhưng riêng tôi với một tư cách là CEO của công ty cổ phần Đại Nam, là bà tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, tôi xin nói về luật với Công Vinh Thủy Tiên, và nói với tôi hy vọng rằng khi tôi nói như thế này sẽ có bên ngân hàng rất nhiều người làm ở ngân hàng nghe tôi nói về luật của ngân hàng, luật sao kê và những cái khuất tất, những cái thủ đoạn cần phải được làm rõ. Và tôi cũng mong rằng là công an kinh tế cũng đang ngồi đây nghe, và bên ngân hàng kể cả những người đang trưởng thành và sắp trưởng thành, xem đây là một bài học kinh nghiệm trong vấn đề mà mình giao dịch với ngân hàng. Có khi chúng ta giao dịch ngân hàng mà chúng ta chưa đi sâu đi sát thì chúng ta không biết được những cái thủ đoạn, những góc khuất bên trong trong cần phải được làm rõ. Hôm nay tôi đại diện cho những người lương thiện, những người dân yêu người miền Trung, yêu đất nước, yêu quê hương, sẽ có một cuộc nói chuyện sòng phẳng, trước nhất là với Thủy Tiên Công Vinh và sau đó là ngân hàng Vietcombank cũng như những cái ngân hàng đang hoạt động trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nói bằng luật chứ tôi không nói bằng cảm tính như là một số anh em YouTuber đã soi đủ kiểu. Nhưng riêng show Nguyễn Phương Hằng tôi phải có những cái nét hết sức riêng để minh chứng cho quý vị thấy rằng là tôi là người hiểu biết chứ tôi không phải là loại không hiểu biết. Và đặc biệt một điều, khi tôi đã vào cuộc chơi thì chắc chắn là tôi phải chơi cho đẹp, cho sạch. Và sẵn đây thì tôi cũng chuyển lời đến với lại Công Vinh Thủy Tiên và một nhóm nghệ sĩ mà tôi đã lôi ra, cũng như đồng bào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. 6 tháng nay tôi chiến đấu không vì bản thân tôi, vì gia đình của tôi, và đặc biệt là tiền lũ lụt, tiền quyên góp là một cái nghề từ thiện. Và câu chuyện bắt đầu từ đâu? Từ Hoài Linh đã lừa dối chúng ta.
và đặt cho chúng ta một dấu hỏi rất to lớn về nghệ sĩ, về nhân cách, về đạo đức. Thì quý vị cũng đã thấy rồi là Hoài Linh đã ói số tiền 15 tỷ mấy ra. Đó là chỉ là số tiền ban đầu thôi. Còn có nữa hay không thì chúng ta không được kết tội, chỉ có tòa án mới là nơi kết tội những con người đi quyên góp từ thiện. Và tôi sẽ đưa ra những cái thủ thuật để gọi là tôi phục vụ cái giấc mơ của tôi nha quý vị. Và anh em nào làm YouTuber hãy lắng nghe Nguyễn Phương Hằng tôi nói, đây là những cái thủ thuật mà phục vụ cho giấc mơ của tôi. Hãy nghe cho rõ nha, đây là những cái thủ thuật mà giới nghệ sĩ đã áp dụng. Và chơi trong cái cuộc chơi này là chơi về cuộc chơi pháp lý, cho nên tôi không thể phát ngôn bậy bạ. Và tôi nói theo luật nha quý vị. Có thể hôm nay thì quý vị sẽ nghe ra, quý vị sẽ hiểu ra được rất là nhiều cái câu chuyện về thủ thuật của ngân hàng. Và ngân hàng thì họ có những cái quy định, những cái nguyên tắc mà có khi chúng ta giao dịch chúng ta không có quan tâm. Là bởi vì nếu mà nói về giao dịch ngân hàng á, thì tôi đã có 20 mấy năm để tôi hiểu được cái giá trị của ngân hàng dành cho chúng ta và cái giá trị của cái người giao dịch với ngân hàng. Tôi nói phân đôi, bởi vì có đôi khi chúng ta giao dịch chúng ta chỉ hiểu là gửi ra gửi vô, gửi ra gửi vô, hoặc là chuyển đi chuyển về, chứ chúng ta chưa hiểu hết được những cái nội quy, những cái góc khuất trong ngân hàng mà chúng ta cần phải hiểu. Đầu tiên thì tôi sẽ nói về vấn đề cái nguồn vô của một tài khoản nha quý vị. Còn có nhiều tài khoản, tôi đơn cử một tài khoản là bằng cái công văn mùa mà của Vietcombank đã đưa cho Thị Tiên. Thì đây là một cái đưa đây cho chị. Bằng một cái công văn nha quý vị. Tôi chỉ đơn cử một cái công văn thôi. Thì tôi sẽ đọc cho quý vị nghe là Vietcombank hoàn toàn chính xác và cực kỳ là chính xác với số tiền là 177 tỷ. Quý vị nghe cho rõ và anh em YouTuber nghe cho rõ. Sau khi tôi phân tích xong, tôi sẽ up lên cho quý vị lưu về và quý vị sẽ nghiên cứu. Thì như thế này nè quý vị, Vietcombank đã gửi một cái thông báo kính gửi bà Trần Thị Mỹ Tiên. Lời đầu tiên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn gồm Vietcombank Nam Sài Gòn xin gửi lời cảm ơn đến quý khách đã tin tưởng và sử dụng các dịch vụ ngân hàng của Vietcombank trong thời gian vừa qua. Theo yêu cầu của quý khách, ngày 23 tháng 11 năm 2020, về việc xác nhận trạng thái và tổng số tiền phát sinh đối với tài khoản 746 đuôi. Và ngày 13 tháng 10, 2020 đến nay, Vietcombank Nam Sài Gòn xác nhận thông tin tài khoản, cái số đuôi của nó là 746 nha quý vị. Tên tài khoản là Trần Thị Thủy Tiên tại ngân hàng Vietcombank Nam Sài Gòn, trong trạng thái tạm khóa báo có khi vào tài khoản từ 15 giờ 15 phút ngày 2 tháng 11 năm 2020 đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền báo có vào tài khoản từ ngày 13 tháng 10 năm 2020 đến 15 giờ 15 phút ngày 2 tháng 11 năm 2020 là 177.520.497.816.000 Việt Nam đồng. Nha quý vị, là số tiền ghi nợ tài khoản từ ngày 13 tháng 10 đến 21 tháng 10 là số tiền đó, và coi như là cái tài khoản được giám đốc Hà Văn Bình ký. Con up cái này lên cho mọi người. Đây là một cái công văn, một cái thông báo của ngân hàng gửi đến cho Thủy Tiên. Tôi sẽ phân tích cho quý vị nghe. Thì từ cái văn bản này, cái tờ của cô, cái tờ mà cô phân tích đó, tôi sẽ phân tích cho quý vị nghe thì quý vị sẽ hiểu được. Đây nè quý vị, thì cái này á là tôi nói quý vị nghe như thế này. Quý vị nào và anh em làm YouTube á, hãy lắng nghe giùm cho tôi. Đây là gì? Đây là một thủ thuật mà không phải ai cũng biết. Có nghĩa là đối với tôi, cái tờ Vietcombank này hoàn toàn chính xác 100%. Nhưng tôi sẽ nói cái lỗ hổng và cái thủ thuật của những con người mà tôi đã cùng với quý vị đặt một dấu hỏi rất là to lớn và biến giấc mơ của tôi có thật hay không.
thì tôi sẽ phân tích cho quý vị thế này, là Thủy Tiên có 20 ngày để quyên góp cái số tiền có được là 177 tỷ. Thì quý vị thấy rồi ha. Thì bây giờ tôi sẽ định nghĩa cho quý vị tại sao tôi dám nói với quý vị rằng là tôi biến cái câu chuyện này vào thành giấc mơ của tôi. Thì kính thưa quý vị, tôi đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Công Vinh với Thị Tề và Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh và những người tôi réo gọi tên á, tôi đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi nha quý vị. Và tôi hôm nay tôi mạo muội được dùng luật của ngân hàng để nói chuyện với những con người này. Và chúng ta phải yêu cầu làm cho rõ. Bởi vì sao? Ở đây tôi không có soi mói những cái chuyện đơn giản như thế này. Thì cái gọi là một ngày, trong 20 ngày mà Thủy Tiên quyên góp được 177 tỷ 520 triệu 497.816 đồng. Và trong cái trạng thái tài khoản tạm khóa báo có, thì tôi sẽ định nghĩa cho quý vị tài khoản tạm khóa báo có nó như thế nào. Nha quý vị, quý vị hãy nghe cho kỹ và tôi sẽ lặp đi lặp lại để cho quý vị hiểu được cái thủ thuật mà chúng ta có một lần để bùng nổ tất cả những gì gọi là thật nhất nha quý vị. Đây, tôi xin giải thích về việc tạm khóa tài khoản báo có vào tài khoản. Đầu tiên, chúng ta hiểu khái niệm tạm khóa báo có là gì? Tạm khóa báo có là điều được hiểu như thế nào? Đúng không quý vị? Rồi, thứ nhất, tạm khóa báo có không phải là đóng tài khoản. Thứ hai, tạm khóa báo có chỉ là một hình thức tạm thời kích hoạt chức năng ghi có vào tài khoản của khách hàng tại ngân hàng khách hàng mở tài khoản. Hiểu đơn giản là hiện tại tạm thời chưa cho báo có, chưa cho chứ không phải là không cho. Ok, tiền đổ vào tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định theo yêu cầu của khách hàng, chỗ này là cần làm rõ. Thứ ba, tạm khóa báo có là tạm thời chỉ có tác dụng tại ngân hàng khách hàng mở tài khoản giao dịch. Cái thứ tư, quý vị nghe chỗ này là quan trọng nha quý vị. Tài khoản báo có không có tác dụng đối với hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng SITAT, hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng 24/7, các hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng khác. Cái này là cái quan trọng thủ thuật nha quý vị, qua mặt được hết. Rồi tôi nói tiếp cho quý vị nghe nè. Cái điều thứ năm, tài khoản báo có thì tiền vẫn đổ về ngân hàng mà khách hàng mở tài khoản. Quý vị nghe cho kỹ nha quý vị. Thứ sáu, tạm khóa báo có nghĩa là chỉ kích hoạt một chức năng chưa ghi có vào tài khoản của khách hàng trong thời gian tạm khóa báo có. Nhưng khách hàng vẫn thực hiện được giao dịch khác như chuyển tiền, rút tiền và thanh toán. Quý vị nghe cho rõ chỗ này nha quý vị. Thứ bảy, tạm khóa báo có chỉ được thực hiện khi người mở tài khoản có văn bản gửi đến ngân hàng phục vụ mình thực hiện vì lý do nào đó khách hàng muốn được kiểm soát dòng tiền đổ vào tài khoản của mình có phù hợp hay không trước khi cho dòng tiền đổ vào. Thì đây, Thủy Tiên và Công Vinh chơi cái trò này đây nè quý vị. Tạm khóa báo có nhưng tiền vẫn đổ vào, vẫn giao dịch vẫn bình thường nha quý vị. Tôi sẽ tư tiếp quý vị đi nè. Thứ 8, chức năng tạm khóa báo có chỉ được hủy khi có văn bản của khách hàng gửi đến ngân hàng mình mở tài khoản yêu cầu hủy chức năng tạm khóa. Đây là lúc các vấn đề hậu gỡ tạm khóa báo có cần được giải quyết. Đó là nếu trong quá trình tạm khóa báo có mà có phát sinh các khoản tiền chuyển đến từ tài khoản của khách hàng thì ngân hàng sẽ xin ý kiến khách hàng về việc xử lý các khoản treo trên hệ thống từ ngày tạm khóa báo có. Nếu khách hàng đồng ý cho chuyển tất cả những khoản tạm treo chờ báo có trước đó vào tài khoản thì tất cả khoản tiền tạm treo cho chờ lệnh của khách hàng sẽ lần lượt báo có vào tài khoản và khách hàng ngay và luôn. Điều khách hàng yêu cầu ngân hàng chuyển trả lại các khoản tiền tạm treo chờ báo có thì ngân hàng sẽ thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Như vậy qua đây chúng ta có thể hiểu tạm khóa báo có thì dòng tiền từ các hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng
vẫn đổ về ngân hàng khách hàng mở tài khoản bình thường nếu khách hàng không có yêu cầu khác. Từ những yếu tố trên, chúng ta dẫn dắt vào câu chuyện của tạm khóa báo có của Thủy Tiên. Công Vinh như thế nào? Một mặt, Thủy Tiên yêu cầu tạm khóa báo có. Một mặt, Thủy Tiên yêu cầu ngân hàng giữ hộ là tạm treo. Tất cả những số tiền đã được treo lơ lửng ở trên nha quý vị. Một mặt, Thủy Tiên tạm treo các khoản tiền chuyển đến trong khoảng thời gian tạm khóa báo có, chờ lệnh của Thủy Tiên. Vậy, điều chúng ta quan tâm lúc này là tới thời điểm hiện tại, Thủy Tiên đã yêu cầu ngân hàng gỡ lệnh tạm khóa báo có chưa? Ha, nếu ngân hàng gỡ bỏ lệnh tạm khóa báo có rồi, thì phải có văn bản của ngân hàng xác nhận trong thời gian tạm khóa báo có. Không có khoản tiền nào chuyển về tài khoản của Thủy Tiên đang được tạm treo tại ngân hàng. Nếu ngân hàng gỡ lệnh tạm khóa báo có rồi, mà có phát sinh các khoản tiền chuyển tiếp theo, thì ngân hàng đã thực hiện chuyển trả cho người chuyển 100% chưa? Hay đã đổ 100% khoản tiền tạm treo chờ xử lý vào tài khoản của Thủy Tiên? Rồi, nếu theo sao kê, nếu nêu câu chuyện sao kê lúc này đã khác nha quý vị, đã khác. Khi phát sinh yếu tố tạm khóa báo có, theo xác nhận của ngân hàng Vietcombank ngày 23 tháng 11, vì tài khoản đã tạm khóa báo có, thì sao kê làm sao mà thấy được? Đó, cho nên cái hoàn toàn cái công văn của ngân hàng là chính xác nha quý vị. Đó, nên lúc này Thủy Tiên nên yêu cầu ngân hàng mở tài khoản làm rõ vấn đề này là khóa rồi phải mở. Nha quý vị, tới cái thời điểm khóa là ngân hàng xác nhận Thủy Tiên có 177 tỷ là chính xác. Và đây là gì? Đây là một cái trò thủ thuật. Và bây giờ chúng ta phải yêu cầu mở ra. Đây tôi đọc tiếp cho quý vị nghe nè. Tài khoản đã tạm khóa, ghi có nên Thủy Tiên có yêu cầu sao kê đến tháng 2, 2011, thì tài khoản không phát sinh là chính xác. Vì đã tạm khóa báo có thì sao kê sau khi thời gian tạm khóa báo có là vô lý. Vì tiền lúc này không thể đổ vào tài khoản khách hàng được. Tiền chỉ đổ vào tài khoản của Thủy Tiên khi Thủy Tiên yêu cầu ngân hàng gỡ lệnh khóa báo có, để dòng tiền phát sinh trong thời gian tạm khóa báo có đó đổ vào tài khoản mới biết được. Vậy là tại thời điểm này, chúng ta cần một xác nhận của ngân hàng về việc trạng thái tài khoản của Thủy Tiên đã được báo có vào tài khoản chưa. Cái này quan trọng nha quý vị. Thì sau khi gỡ báo có, chúng ta sao kê mới thấy có phát sinh. Chứ nếu Thủy Tiên không cung cấp được xác nhận của ngân hàng về việc tài khoản của mình đã được báo có thì yêu cầu ngân hàng sao kê bao nhiêu năm thì cũng kết thúc không có phát sinh. Như vậy, số tiền Mạnh Thường Quân chuyển vào vẫn có thể được treo trên hệ thống của ngân hàng và Thủy Tiên vẫn là người sở hữu hợp pháp khoản tiền này. Có nghĩa là sau khi kết thúc cái khoản mà ngân hàng đã xác nhận cho Thủy Tiên 177 tỷ còn lại là Thủy Tiên hoàn toàn có quyền hợp pháp, thì Thủy Tiên tung cái giấy đó ra để gì? Để phủ đầu chúng ta. Nhưng quên một điều rằng luật của ngân hàng tôi nắm rất rõ nha quý vị. Để làm rõ vấn đề này, cái đó là cái cách thủ thuật, thủ đoạn của những con người mà biết cách gọi là ém tiền trên không gian đó quý vị. Để làm rõ vấn đề này, Thủy Tiên cần yêu cầu ngân hàng phục vụ mình có văn bản xác nhận về việc trạng thái hiện tại của tài khoản của Thủy Tiên có hạn chế gì không, và trong thời gian tạm khóa báo có phát sinh dòng tiền chuyển đến tạm treo hay không. Nếu có thì sẽ xử lý như thế nào. Ngân hàng có quyền đơn phương hoàn trả số tiền chuyển đến trong thời gian tài khoản của Thủy Tiên tạm khóa hay không, hay phải thực hiện theo yêu cầu theo lệnh của Thủy Tiên. Cần làm rõ hơn vấn đề này vì câu chuyện lúc này đã đi quá xa với câu chuyện sao kê, vì đã xuất hiện hiện tượng đánh tráo khái niệm nhưng bản chất thì chưa rõ. Không biết là quý vị có hiểu ý không? Thì bây giờ như thế này nè quý vị. Quý vị hãy cùng với tôi thử một lần. Chúng ta cũng tạm treo gọi là tạm khóa báo có một cái tài khoản của mình và yêu cầu một người nào đó chuyển vào thì mãi mãi tiền của chúng ta nằm ở trên tài khoản treo. Chờ lệnh của chúng ta thì tiền mới rớt xuống. Có nghĩa là sau khi Thủy Tiên với Công Vinh sao kê 177 tỷ rồi thì cái số tiền còn lại chỉ có Thủy Tiên và ngân hàng biết thôi. Và bây giờ cái gì quan trọng nhất
hai cái yêu cầu này thì quý vị hãy trải nghiệm những gì mà tôi đã chia sẻ với quý vị, nhất là những người làm trong ngân hàng phải biết rõ chuyện này. Chúng ta có thể ém tiền ở trên một khoảng không, là tiền treo đó quý vị, và kể cả không bao giờ ai biết được trừ mình và ngân hàng. Đó, cho nên nó gọi là tiền trên không gian, tiền treo đó quý vị. Cho nên là sau đó êm ấm rồi thì mở ra là tiền nó rơi tự do vào tài khoản và toàn quyền sử dụng. Thì vậy thì ở đây tôi hỏi rằng là Công Vinh với Thủy Tiên làm tới đây đủ chưa? Và bây giờ chúng ta phải có một cái bổn phận là minh bạch giấy xác nhận, tháo gỡ báo có để thực hiện chưa? Nếu chưa thì chứng minh minh bạch, còn nếu đã tháo gỡ thì sao kê số dư sau khi yêu cầu báo khóa có. Điều này rất là hợp pháp. Vậy thì trong 20 ngày Thủy Tiên sao kê ra được 177 tỷ trong 20 ngày, sau đó khóa lại, chuyển qua một tài khoản khác. Và quý vị cũng biết rằng là nếu một người tử tế thì phải sao kê toàn bộ. Bây giờ Thủy Tiên và Công Vinh phải có một cái công văn mở tài khoản đó ra. Chứ cái này là chỉ khóa thôi nha quý vị, tạm thời khóa thôi chứ chưa có mở. Và tôi nói đây là tôi mở đường luôn cho công an, kinh tế và kể cả những người chưa trải nghiệm ngân hàng phải hiểu một điều là chúng ta hoàn toàn hợp pháp và ngân hàng hoàn toàn hợp pháp, kể cả Thủy Tiên cũng hoàn toàn hợp pháp. Để chi? Để qua mặt những người chưa có trải nghiệm về ngân hàng. Sau đó 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hoặc là 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần Thủy Tiên tháo bỏ cái mà tạm khóa báo có thì tiền nó rơi tự do vào thì tha hồ mà sử dụng. Đó là giấc mơ của tôi. Không biết là quý vị đã hiểu chưa. Và cái quan trọng nhất như thế này quý vị, trong 20 ngày Thủy Tiên được coi như là tôi chỉ nói đầu vào thôi là 177 tỷ. Vậy thì trong mỗi ngày Thủy Tiên có thể sao kê minh bạch từng ngày một cho cộng đồng mạng được nhìn thấy cái giá trị thực của nó và dò xem tên mình có trong cái phục vụ mà đi từ thiện ở miền Trung hay không. Thì chỉ có 20 ngày, thì trong 20 ngày đó Thủy Tiên sao kê từng ngày một hoặc là 2 ngày cho một ngày thì nó minh bạch, và cái số còn lại chúng ta dễ phát hiện ra là có tên mình trong cái bảng sao kê đó hay không. Đây là gì quý vị? Đây là một cái trò thủ thuật. Đó, cho nên cái mà ngân hàng xác nhận này nó chỉ là tạm thời thôi, nó khóa chứ nó chưa có mở. Và cái mở tiền rơi tự do đó thì đó mới là minh bạch sáng tỏ. Tôi đang nói bằng luật của ngân hàng và tôi muốn cho quý vị thấy rằng là tiền được treo trên không gian chỉ có Tiên biết, ngân hàng biết, và sau đó Tiên hoàn toàn hợp pháp với cái số tiền này để làm gì thì làm. Còn cái phần trên là đánh tráo khái niệm và đánh lừa chúng ta tạm khóa tài khoản, tạm khóa báo có chứ không phải là tạm khóa, và tất cả tiền vào là điều chính xác hết. Cho nên ở đây tôi nói ra là tôi nói theo luật của ngân hàng, và một ngày Thủy Tiên quyên góp hơn 9 tỷ đồng và bỗng nhiên khóa tài khoản tạm khóa báo có thì cái phía đằng sau đó hãy mở ra đi. Và nếu không á thì chúng ta phải đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, chỉ cần thủ trưởng có một đơn vị thôi gửi công văn đến ngân hàng đề nghị sao kê toàn bộ tài sản tài khoản của Thủy Tiên. Sau khi đóng tài khoản báo có thì con số còn lại mới là giấc mơ của tôi nha quý vị. Và đây là gì? Đây là cái trò thủ thuật mà tụi nó đã làm với chúng ta. Cho nên tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi nha quý vị. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Cho nên đừng có đánh phủ đầu là thưa kiện chúng tôi. Thưa chúng tôi đang chờ đây. Và bây giờ không cần thưa chúng tôi, mà hãy nhờ ngân hàng. Nếu đã tuồn hết tiền đi rồi thì ngân hàng phải cung cấp một cái giấy báo có cho Thủy Tiên số tiền đó như thế nào. Còn nếu chưa thì phải mở cái tiền trên không gian đó ra. Và tất cả những gì tôi nói là tất cả những người đang làm ngân hàng phải biết rằng tôi nói bằng luật của ngân hàng. Cho nên có những khoản tiền chúng ta được cất giữ trên không gian.
không cần phải mang xuống dưới. Có những người họ ém tiền 5 năm, 10 năm, 20 năm, tiền trong não của họ không cần phải thể hiện bằng tiền mặt hay là bằng một cái xác nhận nào cọ có cả, nhưng trong não người ta biết rằng là tiền đang nằm trên không gian, trừ khi được mở ra thì tiền đó sẽ tuôn xuống tự do và tuôn đúng cái tài khoản mà chúng ta đã chuyển. Cho nên ở đây là gì? Đây là một sự đánh tráo khái niệm. Cho nên cái sao kê này chưa nói lên được điều gì cả. Cho nên tôi đã nói qua bên chỗ Trúc Ngân Vlog á, chưa có giá trị gì cả. Tới đây chưa nói lên điều gì cả. Và chúng ta phải cần làm rõ, rất rõ, rất rõ về những khoản sau này, khi mà tài khoản báo khóa phải được mở ra minh bạch, thì cái phần còn lại đến ngày hôm nay, hoặc là ngân hàng phải xác nhận rằng sau khi mà đóng tài khoản báo khóa, báo có với tài khoản mà báo khóa hai cái, thì chúng ta sẽ có một khoảng không gian rất là bao la, tha hồ mà tiền treo và rơi tự do sau khi coi như là đã đưa cho chúng ta một cái văn bản xác nhận của ngân hàng là tài khoản báo khóa có. Quý vị thấy không? Thủ thuật và cao thủ không quý vị? Cho nên tôi không bao giờ cảm tính khi phát ngôn, và tôi không bao giờ dựa vào những cái mà soi mói, soi ra của những anh em làm YouTube cũng như cộng đồng mạng. Nhưng tôi nói đây là tôi nói trên luật của ngân hàng. Cho nên tôi rất là cảm ơn ngân hàng đã có một cái công văn, tôi chờ đợi đến ngày hôm nay. Phải nói là tôi gửi lời cảm ơn đến ngân hàng Vietcombank một lần nữa để cho tôi có cơ hội để mà làm rõ cái câu chuyện này với cộng đồng. Bởi vì khi mà câu chuyện này diễn ra đó thì không phải là cái quyền lợi thuộc về tôi, mà là một công dân lương thiện, tôi không thể nào mà không làm rõ câu chuyện này ra. Để chi? Để chúng ta hiểu được rằng là có những cái thủ thuật, những cái cao thủ cực kỳ là cao thủ. Và có một điều nữa là sao kê có 177 tỷ. Tôi chỉ mới là đưa ra cái phương án đầu tiên là tiền vào nha. Tôi chưa có bắt đầu file down ra tiền ra nha quý vị. Là 177 tỷ nhưng mà giấy xác nhận á là tới 200 mấy tỷ. Vậy thì ở đâu ra thêm mười mấy tỷ đó nữa vậy? Thì có hai cái lý do. Một là cộng đồng mạng đã giúp cho Thủy Tiên để chứng minh cái giấy đó. Hai là đơn vị cơ quan nhà nước nào đã cấp cho Thủy Tiên một tờ giấy đó. Một cái sự chênh lệch quá là nể luôn. Ở đâu ra mà đi quyên góp được 170 mấy tỷ, là tôi tạm gọi là chúng ta tạm ứng niềm tin. Để rồi cái số tiền mà được xác nhận nó chênh lệch 200 mấy tỷ. Vậy thì quý vị có thấy rằng là một cái sự giả dối mưu mô xảo trá tới mức nào không? Còn to mồm thì thưa bà Hằng, thật là mất dạy. Tôi không ngại để nói luôn, thằng công dân mày không cần thưa ai cả, thưa đúng bà Hằng là đủ rồi nha. Mày thưa bà Hằng thì mày thưa được hàng triệu người dân rồi. Và tôi nói luôn, để cho công an kinh tế, công an tội phạm chống tham nhũng rửa tiền, hãy vào đi xem có đúng không. Bởi vì một cái giấy ngân hàng xác nhận đã tố cáo chúng nó rồi quý vị ơi. Bởi vì tôi là cái người có 24 năm đến 26 năm để trải nghiệm ngân hàng. Và tôi cảm ơn một cái công văn xuất sắc luôn, tạm báo khóa. Tạm thôi nha quý vị. Và bây giờ chúng ta có đề nghị nó thuê nó sao kê 1.000 lần cũng không có một đồng xu nào. Vì tất cả nó được treo ở trên mạng rồi. Và chỉ có nó mới mở ra, thì bây giờ chúng ta yêu cầu nó mở ra đi. Coi tiền nó rơi tự do là bao nhiêu, sao kê con số chính xác cuối cùng đi. Tôi chỉ mới nói một tài khoản thôi nha. Tôi không bao giờ cảm tính lấy thông tin của người khác, nhưng tôi đang nói về luật của ngân hàng. Và quý vị nào hãy trải nghiệm đi. Yêu cầu ngân hàng làm như Thủy Tiên đi. Và tiền nó nằm ở trong não chúng ta, và nó nằm ở một cái tài khoản treo. Trừ khi có lệnh của chúng ta thì nó mới rơi xuống cho chúng ta. Chúng ta giấu tiền hợp pháp, ngân hàng cũng hợp pháp luôn. Vậy thì nó đang kêu gọi tiền vô ào ào, tại sao nó báo khóa vậy quý vị? Phải không quý vị? Tiền đang vô như mưa mà tự nhiên báo báo là dừng đi, ở đâu ra?
vị, mà tiền đang vô mà tôi đang đi làm từ thiện, làm sao mà tôi biểu khóa được quý vị? Quý vị đặt câu hỏi giùm tôi đi, và cái tài khoản nó mở ra, nó thay đổi. Thì bây giờ nó nói rằng là mở ra cho vợ nó đi chợ, và có đầy đủ bằng chứng rằng nó kêu gọi, coi như là đánh tráo khái niệm hoàn toàn. Nói tóm lại, chúng ta bị lừa quá sâu, quá sâu nha quý vị. Nó đánh tráo khái niệm. Tôi nói thật với quý vị, không ai mà đang đi quyên góp từ thiện 20 ngày một ngày gần 10 tỷ đồng mà đề nghị ngân hàng là đóng tài khoản báo có. Quý vị ơi, nó là một con quỷ, không phải là con người. Bởi vì sao? Tôi nói thay cho tiếng nói người miền Trung, không có lý do gì mà mày đóng là một cái tài khoản báo khóa đơn giản như vậy đâu. Đang đi làm từ thiện mà, đúng không quý vị? Nó càng vô lý hơn nữa khi tôi phát hiện ra một cái công văn tài khoản báo có. Thì đây là tôi knock out vợ chồng nó chính xác luôn. Và tôi biến cái knock out này thành giấc mơ của tôi. Và bây giờ chúng ta phải thẳng tay đề nghị nó phải đưa cái công văn mà ngân hàng báo gỡ ra. Báo khóa thì phải báo gỡ, và trong thời gian khóa và gỡ thì cái khoản tiền đó nó rơi xuống cho vợ chồng tụi mày là bao nhiêu, được không quý vị? Quý vị tin tôi, quý vị thả tim cho tôi, thả tim cho tôi đi. Tôi sẽ đưa quý vị ra bắt các cung bậc cảm xúc CEO nha, tổng giám đốc công ty nha, không phải là người mà như tụi mày nghĩ đâu. Đừng có to mồm léo láo. Bây giờ cô sẽ nhờ Tân úp hết lên những cái khoản mà cô đưa. Đây thì quý vị hãy đào về, và quý vị hãy trải nghiệm như tôi đi. Tôi sẽ đưa cho quý vị xem rằng là những cái thủ thuật mà cái giới nghệ sĩ nó đi làm. Tôi đố tụi nó, thằng Đàm Vĩnh Hưng, thằng Trấn Thành, mày lòi ra đi, mày cũng chơi đúng cái chiêu này, tự ngắt keo tiền trên không gian, và đến một ngày nào đẹp trời tự đem sử dụng cho mình và ngắt ngang. Như chẳng hạn như tôi nói quý vị nghe, con này nó cao thủ hơn là nó còn có một cái công văn là ngắt và đổi qua một cái tài khoản khác. Còn những đứa kia nó không cần ngắt luôn ha. Hoặc là có như thằng Trấn Thành, mày có ngắt không? Vậy thì trong thời gian mày cầm 9 tỷ rưỡi á, sao mày không chuyển vào mặt trận tổ quốc đi, mà mày lại đi đưa cho mẹ Hồ Ngọc Hà em thêm mấy tháng nữa, và thằng Đại Nghĩa đi làm từ thiện, rồi bây giờ mày hối hả mày chuyển 9 triệu mấy vô mặt trận tổ quốc. Mày làm như vậy là mày tự giả vào mặt mày rồi. Đấy là tiền của đồng bào, là tiền mồ hôi nước mắt của người dân khắp nơi gửi về cho tụi bay, để tụi bay khốn nạn với người dân như thế này đây. Và hôm nay tôi bùng nổ một cái chiêu trò, một cái thủ đoạn mà đặc biệt là giới ngân hàng. Tôi nói theo luật, cho cô cái khăn giấy, tôi nói bằng luật, chứ tôi không nói theo một cái sự cảm tính nào đó hay là một kẻ hở nào đó như quý vị đã từng tìm hiểu. Ở đây là gì? Quá cao thủ, và phải nói là chuyên nghiệp luôn. Vậy thì chúng ta có quyền đòi hỏi nó làm điều thứ nhất là trong 20 ngày gọi là tạm ứng niềm tin, sao kê mỗi ngày cho chúng ta, và chúng ta sẽ dò hết toàn bộ trong 20 ngày đó, thì chúng ta xem có tên của chúng ta hay không. Thì cái phần còn lại á, và đề nghị vợ chồng Thủy Tiên phải làm một cái công văn gửi ngân hàng, nếu đã gỡ rồi thì tiền đó hiện giờ đang ở đâu, và chưa gỡ thì phải gỡ để tiền nó rơi xuống. Nhưng quý vị, và có một cái điều như thế này nè, không bao giờ tiền vô như nước mà mày biểu khóa tài khoản, một cái chuyện phi lý chưa từng. Và mày đưa một cái tài khoản khác vào thì công Vinh nói rằng là tài khoản để vợ đi chợ. Vợ đi chợ mà cũng phải đưa lên cho công chúng quyên góp cho vợ mày đi chợ hả công Vinh? Mày còn lên tiếng mày to mồm mày chửi ai? Mày đừng kiện ai hết, ngoài mày kiện bà Nguyễn Phương Hằng này nè. Vì sao? Vì tôi đối đầu với công Vinh. Nha quý vị, tôi căn cứ vào cái công văn của ngân hàng, tôi đại diện quý vị, tôi có quyền yêu cầu vợ chồng công Vinh phải có một cái công văn báo gỡ, hay là tụi mày đã gỡ rồi, mua tài sản hết mẹ nó rồi. Cái này hãy để cho công an vào cuộc, công an kinh tế, bộ công an vào cuộc. Tôi mở luôn cho công an biết rằng là con đường của tôi hiểu
là tất cả những khoản còn lại là những cái tài khoản treo, và nó có sử dụng hay không, nó mở chưa hay chưa mở, tất cả chúng ta đều được phép yêu cầu trong thời gian chờ đợi công an, thì chúng ta phải được phép yêu cầu nó là sao kê mỗi ngày cho chúng ta trong 20 ngày nó đi quyên góp. Và cái quan trọng nhất là yêu cầu nó phải có một cái công văn đề nghị ngân hàng mở, và sau khi mở rồi thì phải sao kê toàn bộ cái thời điểm mà báo khóa cho đến lúc mở. Thì cái khoản này là để phục vụ giấc mơ của bà Nguyễn Phương Hằng. Tao chờ đợi mày lâu lắm rồi Công Vinh. Và hôm nay tôi phải trở lại để làm rõ vụ này. Tôi thì không có quyền đâu quý vị. Một người như tôi thì Công Vinh nó nói tôi không đủ tư cách và tôi không có quyền. Thì tôi đang nói đây là nói thay mặt cho cộng đồng mạng. Đang nói về luật của ngân hàng. Và quý vị nào không tin tôi á, quý vị hãy trải nghiệm như tôi đi. Quý vị sẽ thấy rằng tài khoản của chúng ta được treo mãi mãi khi chưa có lệnh của chúng ta. Và đối với cái chuyện mà khóa như thế này, tiền chuyển banking vẫn vào bình thường nha quý vị. Và được treo ở trên đó, thì khi nào lệnh của nó thì toàn bộ tiền này thuộc về cá nhân nó và buộc ngân hàng phải bảo mật cho nó. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn ngân hàng Vietcombank đã có một cái công văn quá đẹp, quá hay để tôi đâm đúng cái chỗ thủng này. Và bây giờ chúng ta một lòng đề nghị Thủy Tiên và Công Vinh phải có một cái tài khoản mở sau khi khóa và sao kê toàn bộ cái số tiền còn lại sau khi khóa và tới lúc mở kết thúc như thế nào. Đó là những gì tôi nói theo sự hiểu biết của tôi về ngân hàng. Xin cảm ơn quý vị, tôi đã nói qua câu chuyện đầu tiên. Đây là gì? Đây là cái trò thủ thuật, cái trò lừa đảo và gọi là một cái trò ma mị. Bởi vì không có ai đang tiền vô như nước nha quý vị. Tiền vô như nước một ngày 90 tỷ đồng mà biểu tài khoản khóa đi và đưa cái đó ra để khè ai? Khè những người không có trải nghiệm ngân hàng. Và tôi đang nói đây là nói vai, nói với những người hiểu biết và đặc biệt là giới ngân hàng, công an, kinh tế và tất cả chúng ta đòi hỏi là điều chính đáng. Và sao kê ra, lên giọng chửi rủa ai, hăm he ai, thì bây giờ chúng ta tạm ứng niềm tin là sao kê 20 ngày đi quyên góp đi. Tôi chỉ nói đầu vô và tôi sẽ nói đầu ra ra vào cái lần live stream tiếp theo. Hôm nay tôi chứng minh cho quý vị thấy rằng là tôi có những giấc mơ của tôi nha quý vị. Cho nên á, tôi không phải là người hồ đồ ăn theo và đi nhờ người khác. Quý vị phải nhớ rằng chồng của tôi ngày xưa đã từng mở ngân hàng là anh Quỳnh Huy Dũng. Và bản thân tôi đã trải nghiệm ngân hàng rất là nhiều năm. Tôi chỉ cần trao đổi với anh Quỳnh Huy Dũng thì tôi có thể hiểu được cái công văn này nó như thế nào. Có nghĩa là nó lừa chúng ta nửa tỉnh nửa mê. Và tất cả những người mà u mê bất chấp á, mà nhất là những cái fan mà chống đối quyết liệt á, dảnh cái lỗ tai lên mà nghe và hãy chờ đợi thần tượng của tụi mày nó sụp đổ ra làm sao. Đúng không quý vị? Nếu quý vị thấy rằng những gì tôi nói có lý và quý vị cần phải được trải nghiệm, quý vị thả số 1, thả tim cho tôi đi. Bởi vì khi tôi đã trở lại thì phải lợi hại hơn xưa nha quý vị. Đó là nét riêng của bà Nguyễn Phương Hằng. Cho nên là đừng có múa mai quay cuồng, đừng có quăng một đống giấy đó ra và đưa cái công văn này ra. Mà đặc biệt một điều, thu có 177 tỷ mà chi ra tới 200 lẻ mấy tỷ, sao mà hào phóng vậy? Ở đâu mà hào phóng vậy quý vị? Quý vị thấy không, có những điểm bất cập mà tôi có thể chứng minh được cho quý vị, chứ tôi không cần phải soi cái gì nhiều hết. Tôi đang nói bằng luật nha quý vị. Tôi đang nói luật ngân hàng dành cho những con người đi giao dịch. Và đây là gì? Đây là một cái thủ thuật không phải ai cũng biết nha quý vị. Nhưng mà đời mà dẫu ít giây thì có bóng tay nhọn chứ. Ít nhất cũng phải có một bà khùng khùng như tôi để mà lôi cái đám này ra từ những cái thủ đoạn đê hèn ăn chận tiền của đồng bào dân tộc. Bây giờ có hay không, chúng ta có quyền đòi hỏi và chúng ta có quyền yêu cầu.
đơn giản thôi. Và bây giờ như thế, quý vị đặt niềm tin cho tôi. Quý vị hãy trải nghiệm là quý vị đề nghị ngân hàng khóa tài khoản báo có đi. Và quý vị hãy kêu người thân quý vị chuyển vào một khoản nào đó, thì cái khoản đó muôn đời nó nằm ở trên đó, trên không gian đó, gọi là tài khoản treo đó. Chờ lệnh quý vị nó mới rơi tự do xuống. Thì sau khi mà Thủy Tiên dùng cái thủ thuật này bằng một cái công văn của ngân hàng đưa ra, gọi là để chứng minh rằng là thu tới đây là dừng, chưa dừng được, chưa dừng được nha công quẹo với Thủy Tề, chưa được nghe cưng. Cái này là một cái sự ngẫu nhiên hay là sắp đặt giữa Thủy Tề với ngân hàng, nhưng ngân hàng hoàn toàn chính xác. Hãy nhớ là như vậy nha. Nhưng chỉ lừa được những cái fan mà ngu dốt, cuồng tính, cuồng tin nên bất chấp. Đến khi mà VTV lên rồi thì tôi nói qua câu chuyện thứ hai. Kính thưa quý vị, khi mà tôi rời khỏi YouTube thì quý vị thấy không, báo Thanh Niên lên quốc tôi một bài liền. Tôi cũng phát biểu lệch chuẩn y như thằng Đức Hiển và một số báo. Tôi nói quý vị rồi, đến khi mà VTV lên, vậy thì quý vị nói rằng là nói tôi sai. Chẳng lẽ một cái đài VTV là đài của Trung ương cả triệu người xem cũng sai sao quý vị? Và đặc biệt rằng khi VTV lên tấn công cái đám nghệ sĩ này, thì con nhà báo Hàn Ni nó đã kích động mọi người và vu cho VTV là một cái kênh giả. Vậy thì tất cả tập trung qua tấn công VTV giống như là một trận chiếm đó quý vị. Còn sự giả mang nào hơn không? Trong khi đó, con Hàn Ni là một nhà báo chính thống của báo Sài Gòn Giải Phóng mà dám nói VTV là một bài báo giả. Vậy thì quý vị thấy rằng là tại sao đến giờ này không ai mời nó đi, không ai bắt nó đi, trong khi đó bao nhiêu loại kích động cho tụi phản động nó vô, thậm chí rằng là muốn tấn công cái đài VTV. Phải VTV không? VTV không? Nhiều khi tôi lộn nha quý vị, chứ không phải tôi có ý đâu nha, là quyết liệt luôn. Vậy thì tại sao con nhà báo Hàn Ni này không ai dám đụng tới nó vậy quý vị? Nó là ai? Nó là nhà báo, nó hiểu luật hơn ai hết. Vậy thì nó dám vu khống xuyên tạc rằng VTV là một cái kênh giả. Nhiều khi quý vị thấy không, chính cái lời nói của nó mà VTV bị tấn công khốc liệt luôn. Có giả mang không quý vị? Tại sao? Vì là nó đã từng là trong một cái nhóm Quỳnh Ngọc Thiên Hương để bảo vệ cho cái đám nghệ sĩ này. Khi VTV tấn công nghệ sĩ thì nó tung tin ra cho mọi người là VTV là giả, cho nên mọi người tấn công vào VTV. Vậy thì nó quá lộng hành không quý vị? Cho nên làm sao tôi không trở lại được, đúng không quý vị? Và nhà cái báo Thanh Niên á, tôi đã nói với quý vị rằng là tôi không tin báo chí rất nhiều lần rồi. Một số nhà báo, một số tờ báo đã làm cho tôi sụp đổ. Và tôi đã chứng minh cho quý vị rằng là khi tôi rời khỏi cuộc chơi thì báo Thanh Niên lại lên chụp mũ tôi. Bà Hằng phát biểu lệch chuẩn và đồng thuận. Vậy thì VTV cũng lệch chuẩn theo bà Hằng sao? Chẳng lẽ bà Hằng xỏ mũi được VTV, đúng không? Câu đó một đài trung ương, đài chính thống của nhà nước, VTV9, VTV8, bao nhiêu đài lên đưa tin về nghệ sĩ. Vậy tôi có nói sai không? Vậy thì trong thời gian qua có báo nào lên tiếng không? Tới khi VTV lên tiếng cùng với tôi trong vấn đề nghệ sĩ thì chính con Hàn Ni này đã đi kích động mọi người để tấn công VTV và nói rằng VTV là một đài giả. Thì rõ là con nhà báo Hàn Ni này quá lếu láo, coi thường pháp luật và ngồi xổm lên pháp luật. Và tôi đã chờ đợi nó thưa kiện tôi tới ngày hôm nay, tôi vẫn chưa thấy ai mời tôi hết. Vậy thì qua cái buổi live stream này, tôi muốn kêu gọi tới những người đang thừa hành trong bộ máy chính quyền. Có nghe con nhà báo Hàn Ni này nó phá không? Có thấy nó kích động mọi người và nó tuyên bố rằng VTV là một kinh giả không? Vậy thì để nó nhỡn nhơ ngoài đời, nó bảo vệ cái gì? Bảo vệ cho ai? Cho cái đám nghệ sĩ này. Trước đây bảo vệ cho ai? Bảo vệ cho anh Tất Thành Cang, đúng không quý vị? Thì cuối cùng nó lộ ra nó là ai?
và nó đặc biệt kích động vào cái quỹ mổ tim của chúng tôi để phá hoại, để mà móc nối tụi phản động, để mà phá rối. Vậy thì quý vị có thấy rằng là nó có lợi hại không quý vị, khi nó tung tin ra, một nhà báo mà dám tung tin rằng là VTV là một cái đài giả. Vậy thì tôi cũng mong chờ VTV hãy lên tiếng vì cộng đồng đi. Bởi vì bây giờ tôi đại diện cho cộng đồng là cho những người yêu nước, cho những người chân chính. Tôi không phát ngôn bừa bãi. Trong Facebook của Hàng Ni đăng rất là rõ ràng. VTV là một đài giả và nó lên hẳn một cái bản tin nó nói nha quý vị. Và tôi nói quý vị nghe, tôi là người nói thật, nhưng có khi tôi nói thô, nhưng tôi nói rất thật. Vậy thì quý vị thấy rằng là cái bọn nhà báo này nó như thế nào? Tôi kêu ra đâu có sai đâu. Chẳng lẽ VTV là một nhà báo, một cái đài cả triệu người xem mà giả hả quý vị? Phải chi ngu dốt như tôi hay ngu dốt như một anh thợ hồ á, có khi phát biểu nghe nó còn có khi sai lầm còn tha thứ được. Mà một con người nhà báo như nó mang danh luật sư nào là nhà báo, vậy thì khi đụng tới nghệ sĩ của nó cũng ăn tươi nuốt sống. Chứ nó đâu có bỏ qua đâu, hèn ra tôi là cái gì đâu. Tôi là cái gì đâu mà nó không ăn tươi nuốt sống tôi, quý vị thấy chưa? Tôi đâu có nói sai với quý vị đâu, tôi đâu có lừa quý vị đâu. Cho nên á, tôi nói ông trời có mắt. Bao nhiêu báo chí á, canh chờ đợi tôi hở sườn á, để đập tôi, thì VTV lên tiếng. VTV9, VTV8, VTV rất nhiều đài chính thống đã lên tiếng nói về nghệ sĩ. Vậy thì chẳng lẽ tôi nói sai, mọi người nói theo tôi, đúng không quý vị? Những gì tôi nói về vấn đề tà đạo, đức tư cách suy đồi, thậm chí những cái tiền quyên góp không minh bạch, những đài lớn nói, mà con Hàng Ni nó còn lên, nó kích động mọi người là cái đài giả. Vậy thì tại sao ngày hôm nay không ai dám làm gì nó hết vậy? Thử tôi mà đưa lên như vậy thử xem sao, hàng loạt báo chí nó quất tôi đứng ngồi không yên. Thậm chí tôi đi tù trong một nốt nhạc luôn. Tại sao vậy quý vị? Có chuyện gì ở đây vậy quý vị? Và nó kích động ai để tấn công vào những cái cơ quan ngôn luận chính thống như thế này? Thì tôi là cái gì đâu quý vị? Giảm máy lạnh cho nó lạnh nực quá. Có đúng không quý vị? Có buồn không quý vị? Cho nên những cái dự đoán của tôi không hề sai. Và quý vị thấy không, đâu đó còn một đám núp lùm, núp rất sâu, chờ cơ hội rất sâu. Để chi? Để sẵn sàng coi như là tấn công vào tất cả những gì bất lợi cho tụi nghệ sĩ. Vậy thì những gì tôi nói trên công chúng đã diễn ra suốt 6 tháng qua, tôi có nói gì sai với quý vị không? Kể cả một con nhà báo đang làm trong một cơ quan ngôn luận chính thống vẫn tung tin đài VTC hả? À? VTV là đài giả. Vậy thì cái lời của nó nói có phải là kích động để bảo vệ tụi nghệ sĩ không quý vị? Đúng không quý vị? Tại sao nó nói không sao mà thử tôi nói hở một câu đi? Một câu thôi, ngay và luôn, đi xa. Nhưng mà quý vị ơi, tôi chiến đấu cho ai vậy quý vị? Tôi chiến đấu vì cộng đồng. Tôi chiến đấu vì lương tâm của tôi không cho phép tôi câm miệng khi thấy những điều dối trá của cuộc đời. Và đặc biệt cái thế hệ trẻ sau này, nó được học hỏi từ những cái lũ quỷ ma này. Được cái gì? Có tài mà không có đức thì vứt. Đúng không quý vị? Trong khi đó quý vị thấy không, bây giờ một mình tôi nó tấn công quyết liệt, bây giờ cả ngân hàng nó cũng quất, rồi bây giờ cả VTV nó cũng quất, VTC hả? VTV nó cũng quất. Tôi có nói lộn thì quý vị cũng bỏ qua cho tôi nha, bởi vì tôi không có nhớ hết đâu nha, đừng có bắt lỗi tôi nha quý vị. Cho nên quý vị thấy không, có ghê gớm không cái đám nghệ sĩ này quý vị? Chúng ta lại một cơ hội để được đánh giá về tư cách đạo đức của chúng nó, đúng không quý vị? Đó, VTV đưa hàng loạt những cái thông tin về chúng nó y như tôi, trong khi đó báo chí không ai đăng cả. Vậy thì chúng ta phải có quyền so sánh. Báo chí là gần gũi nhất,
mà còn đứng tập trung về phía nó, về cái đám nghệ sĩ này, thì tôi là ai đâu? Nếu như tôi sai, tôi nói không đúng, thì tôi có được ngồi đây không quý vị? Tôi có được bình an tới ngày hôm nay không? Trong cái đó một cái đài to lớn như vậy, nói mà nó quất té lên té xuống, nó tấn công quyết liệt luôn, nghĩa là nó coi luật pháp không ra gì luôn. Vậy thì quý vị có thấy tội nghiệp cho tôi không? Quý vị có thấy rằng là một cái sự là đối đãi quá khập khiễng với tôi không? Vì gì? Vì đam mê, bất chấp, và đâu đó có một lũ phản động núp lùm chờ hiệu triệu để tấn công vào. Có không Hàn Ni? Mày có không? Mày với thằng Thái Văn Đường, với con cô gái Đồ Long, với thằng Đức Hiển, có không Hàn Ni? Tại sao một nhà báo như mày đang làm một tờ báo lớn mà đi tuyên truyền trên Facebook là VTV là một kinh giả? Vậy thì cái gì thật vậy quý vị? Chúng ta coi thời sự coi từ đâu? Coi từ VTV. Chúng ta đã bị mất niềm tin quá nhiều về báo chí. Bây giờ chính nó lại tung ra để cho người ta mất thêm niềm tin nữa, chứ không ai khác cả. Đúng không quý vị? Có phải chúng ta đang bị một cái thế lực nào đó dẫn mũi xỏ đi không quý vị? Đúng không quý vị? Tôi có nói gì sai để cho quý vị phiền tôi không? Và đặc biệt rằng khi tôi rời đi, tôi đã đo được cái tình thương của quý vị dành cho tôi. Tôi nợ quý vị một tình thương, một ân tình, một niềm tin. Quý vị đã tin tôi và tôi đã quay trở lại. Và tôi cũng chứng minh cho quý vị thấy rằng khi tôi rời đi thì những con người đó họ đối đãi với tôi ra làm sao. Rồi bây giờ tôi nói qua thằng cô hồn mạng. Đây là tôi chia sẻ với quý vị từng con người một. Thì quý vị cũng biết rồi, cái thằng cô hồn mạng này á, tiền sử á, của nó đó là quá kinh khủng. Tại sao tôi dùng cái từ cô hồn mạng là bởi vì sao? Nó đi quậy khắp nơi trên mạng. Trước đây nó đi làm, nó ăn cắp của người ta 100 triệu là nó hút xì ke nó đi tù. Tưởng ngỡ là nó về nó tử tế rồi. Tôi đã nghe mùi ngay từ đầu. Và sau đó nó quay qua nó tấn công công ty người ta. Cái nghề của nó là gì? Là đi phá hết trên mạng. Đây quý vị hãy xem những gì mà nó viết trên Facebook của nó. Và quý vị hãy xem đó là một cái thành phần nào. Cho nên chúng ta phải biết ở trên mạng á, có một cái thằng cô hồn nha quý vị. Nó nói rằng á, bây giờ đưa từng phần nè. Nó nói rằng là 3 ngày nữa nó có thông tin sao kê về quỹ hằng hữu. Nếu thật sự nó có, nó ẩm tài sản của chúng tôi rồi. Bởi vì tôi là tổng giám đốc của quỹ hằng hữu, một xu tôi cũng chưa từng quyên góp qua ai nha quý vị. Và sau đó nó đưa một cái thông tin giỡn mặt với dư luận là quỹ hằng hữu. Và đặc biệt một điều là nó làm giả con dấu của ngân hàng luôn. Vậy thì cái gì nó không làm được quý vị? Cái gì mà thằng cô hồn mạng này nó không làm được? Đúng không quý vị? Nó đi khắp cùng để nó phá, nó dùng cái công nghệ này nè quý vị, để nó đánh sập các kênh YouTube, đưa con đưa cái thông tin mà nó tuyên bố lên á, là đánh sập Đại Nam rồi đưa hết cái thông tin đó ra. Đó, rồi quý vị có, nó dùng công nghệ này ban đêm, nó đi tấn công vào những cái YouTube của người ta đang làm. Đây tôi đưa luôn cái công nghệ của nó cho quý vị coi nè. Nó khốn nạn tới cái mức mà nó không để cho ai yên cả đây. Nhâm Hoàng Khang quý vị coi nè. Đó, sau ngày 15 khi tôi giao đủ sao kê, trận chiến YouTube sẽ bắt đầu. Vậy thì sao kê nào giao cho ai? Quý vị thấy nó bị khùng không? Nó bị bệnh tự kỷ đó quý vị. Nó là thằng cô hồn, mà tôi nói nó là cô hồn mạng rồi. Cái chiến đấu với YouTuber là Quang 1986, Long Vũ, Long Lucas, Long Ngô, Đại Nam, con ma vui vẻ. Đó, nó nói rằng là sau cái khi mà nó đã giao, mày giao cái gì mày bị khùng hả? Đây, còn các mã nó quét nữa quý vị. Nó dùng thiết bị để nó quét vô những cái kênh YouTube để nó tấn công người ta. Vậy thì quý vị có thấy rằng nó là thằng cô hồn mạng không? Đúng không quý vị? Nó nói nè, tạm biệt nha. Nó quất xong, nó đăng YouTube cho mọi người, nó thông báo cho mọi người. Chiếu cái mặt nó lên. Đó quý vị coi nè. Cái nghề của nó là gì? Là đi phá trên mạng. Thay vì á, nó có tài á, thì nó phải có đức. Đằng này là nó chỉ có biết đi phá người khác thôi. Đặc biệt là đặt điều đặt chuyện. Và quý vị thấy không? Đưa luôn, nó còn làm giả cái dấu OCB, ACB nữa.
con đưa cái thông tin đó đó, thằng cô hồn mạng nè quý vị, cho nên tôi đặt không sai, cô hồn nó mới đi khai phá khắp nơi. Quý vị cúng nó tháng 7 chưa mà để nó đi hoang đi dại tới qua tới tháng 8 rồi. Quý vị cúng cô hồn nó chưa, để nó đi nó phá khắp nơi vậy quý vị. Quý vị phải cúng cô hồn nó đó. Đó quý vị coi nè, đưa nó lên, nó lấy luôn cái bản quyền của ACB gì, quý vị thấy là nó gan cỡ nào nha quý vị. Thằng này là nó thật với quý vị, không đi tù là rất lạ luôn. Không ai hỏi bạn Nhâm Hoàng Khang có bị truy cứu trong việc là công bố một cái bản sao kê của Thủy Hằng Hữu với số dư hơn 1.000 tỷ đồng do ngân hàng Phương Xa sao kê hay không? Nếu như nhìn qua mọi người thấy rằng khó lòng mà truy cứu trách nhiệm đối với bạn Nhâm Hoàng Khang, bởi không có một cái quỹ Hằng Hữu hay là một ngân hàng Phương Xa nào mà đứng ra tố cáo với cơ quan chức năng đối với những cái hành vi bạn Nhâm Hoàng Khang công bố bản sao kê này. Tuy nhiên nếu như khi mà mọi người kiểm tra nguồn của cái website mà bạn Nhâm Hoàng Khang tiến hành công bố bản sao kê, mọi người thấy rằng là vẫn còn sót lại cái logo của ngân hàng ACB, thứ hai là thương hiệu là ACB, và nhãn hiệu ngân hàng ACB là một nhãn hiệu đã được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ. Vì vậy, với những cái hành vi xâm phạm sử dụng trái phép cái nhãn hiệu này thì có thể sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với khung hình phạt thấp nhất đó là cải tạo không giam giữ 3 năm, và cao nhất là khung hình phạt có thể là lên đến 3 năm tù trong trường hợp nếu như gây thiệt hại cho chủ sở hữu của cái nhãn hiệu đó với cái mức thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên. Về mặt dân sự, ngân hàng ACB còn có thể là yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với việc các cái đối tượng sử dụng trái phép cái nhãn hiệu của ngân hàng ACB. Vì vậy, nếu như có một lời khuyên cho bạn Nhâm Hoàng Khang trong thời điểm này thì tôi cho rằng là bạn Nhâm Hoàng Khang nên xóa cái bản sao kê nói trên để tránh vi phạm. Xin chào. Đó, quý vị có thấy không? Quý vị có thấy rằng là một thằng cô hồn mạng không? Cái gì nó cũng làm được hết. Và đặc biệt là nó đã chui vào báo pháp luật online để ăn cắp 164 thông tin. Tôi có lời ghi âm của nó. Ghê không quý vị? Nó chui vào tất cả những cái nơi nào nó cần, nó đem thông tin về làm tài liệu cho bản thân nó. Vậy thì có quá nguy hiểm cho đất nước chúng ta khi mà có một thằng cô hồn mạng nó đi lang thang trên mạng và gần như ai chống đối nó hay là chê trách nó, chỉ trích nó đều là người nó cần phải giết hết. Tôi nói có sai không quý vị? Một thằng cô hồn mạng thật sự, và nó tuyên bố rằng nó chui vào tất cả cái nick nào mà nó muốn. Nó là một thằng hacker mà quý vị, nó lật qua nó lật lại, đúng không quý vị? Cho nên tôi nói quý vị rằng là bây giờ tôi mới hiểu và tôi có thêm kinh nghiệm về cái cuộc chiến ở trên không gian mạng nó thật là ghê gớm. Bây giờ tôi mới biết thêm là có thằng cô hồn nó đi lang thang, nó đập tập, cái là nó report tất cả những người nào mà đứng về chính nghĩa. Nó chẳng có làm gì ngoài cái chuyện mà từ 2-4 tiếng đồng hồ thì nó mất cái mấy tiếng nó ngủ, còn bao nhiêu nó ôm máy đi phá làng phá xóm hết. Tôi nói nó là thằng cô hồn mạng, quý vị không chịu cúng nó. Đó. Và cái nghề của nó là đi đi tấn công vào những cái mà công ty của người này, công ty của người kia, và ăn cắp tài liệu ra để thỏa mãn gọi là cái thứ tự kỷ của nó. Bởi vì tôi hứa là mỗi lần tôi livestream á, tôi đều đưa hình của nó lên tất cả cho quý vị, trong khi tôi chờ đợi công an mời nó ra để làm việc. Quý vị thấy ghê không quý vị? Quý vị có thấy đáng sợ không? Sợ không quý vị? Quá đáng sợ đúng không quý vị? Trong cái cuộc chiến này, phải nói một điều là tôi đã làm tất cả những gì mà cái mảng đen của xã hội tôi lôi ra hết. Và tôi với tư cách là một người đi tố giác tội phạm, cái còn lại là cơ quan pháp luật sẽ làm cái công việc còn lại. Còn trong thời gian chưa làm thì chúng ta đã nhận ra đâu là chân lý, đâu là chân tường. Và đặc biệt tôi đã làm một cái điều mà quý vị có thương ghét gì, quý vị cũng không thể phủ nhận được. Đó là câu chuyện thằng Lang Băm Võ Hoàng Yên. Nó là một tập đoàn cực kỳ là ghê tởm, cực kỳ là to lớn. Tôi tin chắc rằng pháp luật sẽ không bao giờ bỏ qua. Cái điều thứ hai nữa, tôi nói về đạo đức, tư cách, văn hóa của giới nghệ sĩ đâu có sai đâu. Quý vị nào đã từng chửi tôi là bà Hằng CEO công ty nói bậy nói bạ, không là một con số nhỏ của cái đám mất dạy này. Và quý vị thấy không,
Nghề quyên góp là một cái nghề rất là béo bở. Tại sao tụi nó giàu đến như vậy? Và hôm nay tôi rất là hạnh phúc khi tôi chờ đợi suốt bao nhiêu tháng ngày tôi công kích, thì hôm nay chúng ta lại có một lần nữa được trải nghiệm về vấn đề thủ thuật của ngân hàng dành cho những cái giới đi quyên góp tiền từ thiện, để tôi phục vụ cái giấc mơ của tôi bằng những cái tài khoản treo không biết có thật hay không. Vậy thì mày mau mau mày đi kiện tao và bao nhiêu triệu dân này đã tin tưởng vợ chồng mày nha Công Vinh. Và hai lần tao lôi mày ra cái câu chuyện mày đi đánh bài dưới du thuyền, sao mày không thưa tao luôn đi? Sao mày không lên mày live stream mày nói rằng bà Hằng nói oan mày không có đi đánh bài một đêm mà nhiều đêm? Mày phải nói như vậy á. Chứ mày đừng có in ra mấy cái thùng giấy rồi mày đi khè thiên hạ, mày lôi luật sư báo chí vô là thẻ thưa kiện tất cả những người nào đã bêu ríu vợ chồng mày trước công chúng. Ngày hôm nay tôi chỉ mới nói một tài khoản đầu vô thôi. Còn đầu ra nhiều cái vấn đề chúng ta cần làm rõ lắm. Nha quý vị, cho nên tôi nói rằng cái gì cái tiền của đồng bào, tiền của dân tộc, mà nhất là tiền từ thiện người miền Trung, người ta đã khổ lắm rồi. Tụi mày còn đi ăn được nữa thì tao nói thật lòng, không ung thư mỏ, ung thư môi thì đời tụi mày cũng không ngóc đầu lên nổi. Nội nhục với thiên hạ thì cả đời tổ tông ông bà mày cũng mang tiếng theo luôn. Nha, mày nói rằng là 8 thùng sao kê thì cái thùng thứ 8 có con mẹ gì trong đó không, mày nổ vừa thôi. Rồi mày ra mày la lên trời ơi, đi nha, trời ơi, tao nghe cái hơi thở, tao biết tụi bay muốn gì rồi. Và đặc biệt tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi nha quý vị, bằng tôi nói bằng luật. Chứ đối với tụi nó là không thể nói không được, bởi vì sao? Nếu mà nói về độ xảo trá lẻo mép tụi nó thừa. Phải nói bằng luật. Cái CEO ở đây của tôi là phải nói bằng luật, chứ tôi không có nói bằng những cái cảm tính đời thường của tôi. Mà tôi dùng luật để tôi nói chuyện với nó, để tôi thực hiện cái giấc mơ của tôi có hay không. Và nó nói tôi không đủ tư cách thì tôi tạm ứng niềm tin của quý vị để tôi có tư cách để tôi nói chuyện với vợ chồng Thủy Tiên với Công Dân. Và đặc biệt rằng là đừng có thưa ai ngoài thưa bà Nguyễn Phương Hằng. Và các báo chí á, sao không viết giùm đi? Đúng không quý vị? Tôi làm cái câu chuyện này là cho cộng đồng và răn đe tất cả những con người nào mà mang tư tưởng là ăn cắp tiền tài sản của nhà nước là một loại tham nhũng, và đây cũng là một loại tham nhũng hợp pháp đây quý vị ơi. Nó tham nhũng cực kỳ là hợp pháp. Và tôi nói như thế này thì Công an Kinh tế và Bộ Công an sẽ hiểu rằng tại sao nó sao kê tới đây và nó còn một khoản tiền đang treo ở trên. Và sau khi đó nó âm thầm nó tuôn xuống, và bây giờ quý vị cũng nghe rằng là đi mua đất đai tài sản bao nhiêu. Cho nên nó nghĩ rằng là nó đưa ra như đó là đủ chứng minh cho quý vị rằng trời ơi, Công Dân trong sạch lắm, Công queo không có queo, không có công nha. Còn Thị Tề rất là trong sạch, rất là trong sáng. Anh ơi, lũ về năm nay là mình thất thoát rồi, mình không có cơ hội nữa rồi, vì con mẹ Hằng bà làm ghê quá. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đây đâu, chỉ mới có đầu vô thôi nha quý vị, mà một tài khoản thôi. Và đặc biệt một điều là những cái giấy xác nhận cho Công Quẹo với con Thị Tiên á lại vượt cái số tiền mà nó công bố là 177 tỷ. Mà tại sao vượt tới 200 mấy tỷ? Chúng ta phải truy cùng đuổi tận cái dấu hỏi này, ở đâu ra 10 mấy tỷ trên dên như vậy? Và có những cái sao kê của 8 năm về trước nữa. Má ơi, nó nghĩ chúng ta là con nít mới lớn hết. Thật là khủng khiếp. Nếu mà nói ra mà làm rõ ra, cơ quan chức năng mà làm rõ ra thì nhiều em bại hoại lắm. Nha, nhiều em bại hoại lắm chứ không phải đơn giản đâu nha. Tôi nói cái gì cái, đừng có bao giờ ăn tiền của bá tánh. Tiền của đồng bào dân tộc là một cái điều mà tồi bại nhất của một con người. Không có nhân cách mới làm điều đó. Mất hết nhân tính mới đi ăn tiền lũ lụt của đồng bào miền Trung. Thà tôi đói, tôi ăn nước mắm, ăn rau. Không bao giờ tôi nghĩ tới đi ăn cướp tiền của bá tánh. Và đặc biệt là tài sản của quốc gia thì đừng bao giờ nghĩ đến. Đó là một tội lỗi với đất nước và với đồng bào dân tộc. Cho nên tôi đợi chờ lâu lắm rồi. Tôi mới cảm ơn cái văn bản của công ngân hàng Vietcombank đã
xác nhận cho con Thủy Tề là báo khóa có, khóa báo có. Và quý vị ơi, quý vị hãy trải nghiệm đi, xem Phương Hằng tôi nói đúng không. Và chúng ta phải chốt hạ cái chỗ này là gì, nhất là anh em YouTuber nghe nha, nghe nha, đề nghị con Thủy Tề và thằng Công Diệu này nó phải có một cái giấy xác nhận là báo mở. Báo khóa thì phải báo mở nha, vì trong thời gian khóa này tiền đi đâu về đâu chỉ có cô Tiên biết thôi nha quý vị. Và đặc biệt một điều nữa là trong thời gian 20 ngày, mỗi ngày tiền vô 9-10 tỷ, tại sao đi đóng vậy? Tại sao? Và tại sao tự nhiên hôm nay đóng tới đó rồi chỉ là thông báo tới đó, còn còn lại đâu? Đi đâu về đâu? Rồi đưa tài khoản khác vô, có nghĩa là hai tài khoản cùng một lúc kêu gọi. Đây là gì? Đánh tráo khái niệm. Đúng không quý vị? Và thêm một lần nữa là mình chốt hạ, tạm tin là Công Quẹo và Thủy Tiên đúng hoàn toàn như những gì ngân hàng nói. Ngân hàng hoàn toàn đúng. Và hãy sao kê từng ngày ra. Và chúng ta có quyền dò trong danh sách đó chúng ta đang ở đâu, hay là ở trên không trung bị treo. Dễ lắm quý vị ơi. Nhớ quý vị, dễ lắm, cứ minh bạch từng thứ đầu vô đi, rồi sẽ có đầu ra, rồi sẽ có những cái đòn tiếp theo. Cho nên tôi nói đừng có nghĩ rằng mình khôn, đừng có to mồm mà lẻo mép. Nhớ nha, tôi làm câu chuyện này là cho cộng đồng chứ không phải quyền lợi cho cá nhân tôi. Riêng cái tiền của công chúng, tiền lũ lụt của đồng bào miền Trung một cắt cũng phải ói ra, không có ói ra hết thì đi tù. Vậy thôi, không tha thứ được nha quý vị. Và đây là gì? Đây là một cái thủ thuật không phải ai cũng biết. Từ lúc tôi nghe tới bây giờ chưa ai nói ra một cái then chốt này cả. Vì chúng ta bỏ qua và chúng ta không để ý rằng là đây là gì? Rất cao thủ. Vậy thì chúng ta phải yêu cầu thằng Chấn Lột, nó cũng phải sao kê tất cả những gì cho nó đúng. Còn nếu không thì chúng ta phải đợi công an vào cuộc thì mới rõ được những kẻ núp lùm ăn trên tiền mồ hôi của đồng bào dân tộc của chúng ta. Hôm nay tôi tin chắc một điều, quý vị sẽ ồ trời ơi, tại sao lại như vậy? Chúng ta bị lừa, bị xỏ mũi. Vậy thì tôi hỏi quý vị, tôi có cam tâm không trở lại với quý vị không? Hay tôi để cho quý vị trông trên để rồi nó đối phó quý vị cực kỳ là tinh vi, bằng văn bản, bằng 8 cái thùng giấy cạc tông, có con mẹ trong đó biết chích liền. Đúng không quý vị? Tại sao tôi cam tâm tôi bỏ quý vị được? Tôi phải trở lại và chơi tất tay với nó. Kể cả nó kiện tôi đi hầu, quý vị nào thương tôi đi theo tôi, được không? Rót nước cho tôi uống, tôi cãi tới bến luôn. Vậy thôi, không cần luật sư. Cho nên quý vị ơi, cái giọng điệu của thằng Công Vên với con Thủy Tiên á, là một giọng điệu mất dạy. Người của công chúng mà cũng chửi công chúng, vậy thì có một chút khiêm tốn nào không? Không hề luôn. Bây giờ nói tôi là người bình thường thì bác lỗi tôi là tại vì tôi học ít quá, tôi ăn nói hồ đồ, tôi không phải diễn viên, tôi không phải là ca sĩ, đúng không? Còn ca sĩ xuất cú nào vô cứ đó mà một người gọi là đá banh nổi tiếng luôn, đi cứu trợ với vợ. Bây giờ hai đứa bay tự cứu nhau đi nha. Cái cứu này là hai đứa bay tự cứu nhau nha. Anh ơi cứu em, em ơi cứu anh, hai đứa bay tự cứu nhau. Bây giờ suốt khó vô lắm nha. Cho nên cái này nó khổ lắm. Bà Hằng bà biết chi nhiều quá. Mà tôi nói thật với quý vị nha, này mình nói theo luật nha. Mình nói theo luật ngân hàng và mình căn cứ vào cái thông báo của ngân hàng mình nói nha quý vị. Không phải mình hồ đồ. Và quý vị hãy trải nghiệm đi. Hãy trải nghiệm một khoản tiền nào đó. Chẳng hạn như giờ tôi muốn giấu ông Dũng, tôi để mẹ trên không gian, trên tài khoản treo có ai biết đâu. Tha hồ mà lục soát tôi. Thậm chí có những người biển thủ để trên đó đi tù 5-10 năm về thả xuống cũng bình thường. Đây là gì? Đây là những cái thủ thuật của những người ém tiền mà ngân hàng cất giấu giùm một cách hợp pháp. Học một cái kinh nghiệm đó nha quý vị.
Trời ơi, mẹ Hằng này mới biết nhiều quá, 50 tuổi rồi, già rồi quý vị ơi. Có những người á bỏ trong ngân hàng 100-200 tỷ treo trên đó đó, trước khi biết mình đi tù á, treo trên đó đó, xong rồi á mình ra tù á, trời ơi, mình thả ra, mình tha hồ, mình có vốn mình gầy dựng là mình làm ăn tiếp, chỉ rất bình thường. Có là gì? Đúng luật ngân hàng luôn, không hề sai nha quý vị. Cho nên á là chúng ta phải học, và còn học nhiều cái thủ thuật của mỗi một cái kinh doanh ngành nghề khác nhau. Bởi vì quý vị quên một lần là quý vị quên là tôi là CEO của công ty, là bà tổng giám đốc của 6-7 công ty. Hãy nhớ là như vậy. Cho nên tôi có cái não, chứ không phải là tôi cái đứa ngu mà lên ngồi bậy bạ. Thì thôi bây giờ nói chung là tôi sai đi, nhưng mà bây giờ cái đúng là Công Vinh với Thủy Tề phải làm, phải minh bạch ra một tài khoản đầu tiên, rồi tôi tiếp tục chứng minh cho quý vị tiếp nữa. Coi như mới mở màn, vì tôi chờ đợi cái ngày này cũng hơi lâu rồi. Tôi đã gì đâu. Cho nên tôi nói cái sao kê này nó không có giá trị, không có giá trị con mẹ gì hết. Chẳng qua là gì? Chơi đòn phủ đầu nha quý vị. Quánh phủ đầu của những người yếu bóng dí rồi khổ nổi. Bà Hằng bà có lá gan 50kg nha, Công Vinh với Thủy Tề. Tụi bay nhớ đi, nhớ là như vậy. Bà tổng có khác, CEO có khác, đúng không quý vị? Quý vị thả tim cho em đi, quý vị khen em đẹp đi. Ồ quên rồi, em đổi thường quý vị nha. Bữa nay em phát hiện ra mắt em sệ rồi, em già rồi đó quý vị. Tại vì em thức khuya nhiều quá, 6 tháng trời em ngủ quá ít luôn. Em hầu hạ quý vị đến nỗi hôm nay em phát hiện mắt em sệ đó. Em già rồi đó, mắt em sệ, em đổi thường quý vị, em hết đẹp rồi đó. Em chiến đấu với tụi nó mà em muốn khô máu vậy, em bơm máu vậy, em chơi tiếp tập 2 nè. Chơi một cuộc chơi bằng pháp lý, không có cãi nhau nữa, nó mất lịch sự lắm. Mà mình phải chơi bằng pháp lý, nó rất là lịch sự. Mình phải mở ra những cái không gian á nha quý vị, để cho cơ quan công an người ta có đường vào. Ờ quý vị ơi, bữa nay em lên chức chị nội nữa rồi chứ, buồn ghê. Mắt nó vừa xệ cái em lên chức chị nội luôn. Bởi vì nó buồn lắm luôn, thấy không quý vị, thấy không? Không phải bà nội nha, chị nội thôi. Em mới có một tin vui là em đã lên chức chị nội. Quý vị đừng kêu em bà nội, em giận đó nha quý vị. Đó cho nên em nói thật, em tha thiết em yêu cầu Bộ Công an hãy vào cuộc đi, đừng để múa mai quay cuồng với những người mà không hiểu luật ngân hàng, ít có giao, gọi là giao tiếp với ngân hàng. Cho nên á, bị tụi nó xỏ mũi, nó dẫn đi một nốt nhạc. Nếu người tử tế không bao giờ tung cái tờ thông báo đó lên, mà phải tung cái sao kê cuối cùng, cái khóa và cái mở. Chứ đâu có thể nào khóa xong rồi không mở, phải mở. Phải mở cho người ta vào để biết mình là ai. Đúng không? Em Công Vinh với Thủy Tề. Đúng không quý vị? Tôi nói quý vị rằng tôi nói bằng luật, chứ tôi không có cãi tay đôi với tụi nó, và tôi không có thời gian để đôi co với tụi nó. Bởi vì sao? Nó nói rằng tôi không đủ tư cách, thì hiện giờ tôi đang sử dụng quyền trợ giúp của quý vị đây. Đúng không quý vị? Trời ơi! Đêm nay hai tụi nó là mất ngủ. Quý vị ơi! Cái giấc mơ của tôi thiệt là bá đạo quá đi. Tôi mơ tôi thấy rằng là sau đó có 10 ngày thôi là nó tung tiền ra, nó đi mua nhà, mua cửa, nó làm tất cả những gì cần làm. Bà Hằng bà mơ chi mà ác ghê là ác luôn đó. Có ai cứu Mỹ Nhân không? Có ai cứu Thủy Tề với Công Dẹo không? Trời ơi, vừa ra khỏi ngân hàng lớn giọng lên: Thưa hết! Trời ơi, nghe em sợ quá. Thưa luôn con CEO luôn. Trời ơi, em nghe em quảng luôn quý vị, em mất ngủ hôm qua. Đúng không quý vị? Em mở đường cho công an kinh tế, đội chống tham nhũng vô luôn. Tài khoản treo nghe. Mà nếu nó rớt xuống rồi, nó sử dụng mẹ nó hết rồi. Mà nếu nó chưa sử dụng, tôi đi đầu xuống đất luôn. Nghe quý vị? Trời đất ơi, bà Hằng bà nằm mơ. Phải nói là tôi kể quý vị nghe đó, là tôi căn cứ vào cái thông báo đó để tôi phục vụ giấc mơ bá đạo của tôi đó quý vị. Bây giờ quý vị thấy không? Nó chửi tôi là không đủ tư cách, thì bây giờ á, là tôi đang tạm ứng niềm tin của quý vị đó. Mai mốt nó thưa quý vị, tất cả phải mình tôi nha, tôi chỉ có mượn thôi đó. Còn người cho tôi mượn là quý vị á, lưu lại hết. Ai số 1 đốt vô. Mai mốt là nó thưa hàng loạt người số 1 luôn đó.
không phải mình tôi đâu nha quý vị chỉ cho tôi mượn thôi đó, còn người đó thua là quý vị phải tôi đâu đó, tại vì quý vị cho tôi tạm ứng niềm tin cho tôi đó quý vị. Cho nên trời ơi, tôi thiệt là đảo đi, tại sao tôi không trở lại vậy đó. Đó chạy hết, đó, như đây đi tù nè. Đó, công dinh Thủy Tiên ơi, mày phải thưa hết như đây nè. Vì những người số 1 này đã tạm ứng niềm tin cho tôi đây. Trời ơi, quý vị đang tin tôi, quý vị là sẽ bị tụi đó thưa đó. Thưa đông đi vui, nhớ quý vị. Đó, cho nên đó là công dinh đã tuyên bố rằng tôi không đủ tư cách. Thì nó không thưa tôi đâu, nó thưa quý vị là tại vì quý vị tạm ứng niềm tin cho tôi. Cho nên tất cả số 1 là đều có tên hết rồi nha. Đó, đi ra tòa chung với tôi, tôi chỉ là mượn thôi đó. Quý vị thấy không? Ở trong cuộc đời chúng ta học suốt học mãi còn có bao nhiêu điều mà chúng ta mới vỡ òa ra thì ra là thật là cao thủ quá đi. Đúng không quý vị? Tôi chỉ chốt hạ từ thời điểm báo khóa, đúng không quý vị? Và tôi chốt hạ là mở vậy thôi, đơn giản vậy, đang giỡn vậy thôi mà quý vị thấy không, tôi nói đi nói lại nhiều lần cho quý vị là tại sao tiền đang vô như nước mà báo khóa vậy. Con ơi, con úp cái mà cô đưa ra đó, úp lên cho quý vị đau về. Quý vị hãy dùng cái tư liệu này của tôi để quý vị trải nghiệm cái cuộc chơi dối trá này mà nó đang đối đầu với chúng ta. Tại sao tôi dám nói dối trá? Là bởi vì tôi căn cứ vào cái công văn của ngân hàng Vietcombank. Nha quý vị, tôi chơi bằng luật. Con áp lên đi. Đây quý vị hãy đào nó về. Đây là những cái nguyên tắc mà chúng ta bị đánh tráo khái niệm. Nha quý vị. Đó, cho nên tới giờ phút này tôi chỉ căn cứ vào cái công văn của ngân hàng thôi. Đó, giải thích về việc tạm báo khóa. Đó quý vị, đó, từ từ nha con, để cho mọi người chụp màn hình lại. Quý vị thấy em liều không? Đó, con cứ từ từ để cho mọi người chụp màn hình lại. Đó, để cho nó xong hết đi. Đó, để cho quý vị hiểu rằng cái này với cái công văn con sao rộng ra. Để cho mọi người căn cứ cái này vào cái công văn. Và trong 20 ngày với số tiền này vô như nước thì tại sao con Thủy Tề nó biểu báo khóa? Gọi là gì? Khóa báo có. Cái dấu hỏi thật là to đùng. Giấc mơ của tôi nằm từ cái khoản này cho đến cái khoản mà tôi cần minh bạch. Tôi chơi bằng luật nha quý vị. À, xong rồi con in cái cho tôi một phút. Một phút. Đăng cái thông báo của ngân hàng á thì quý vị sẽ cảm được so sánh được là những gì tôi nói là tôi nói trên luật nha quý vị, chứ tôi không phải là mình đi vu khống, mà hiện nay là tôi đang tạm ứng niềm tin của từ quý vị để mà yêu cầu công vên với lại Thủy Tề hãy làm rõ ra một tài khoản đầu tiên. Và ở đây có một cái điều bất cập là tại sao những giấy xác nhận á, là lên tới 200 mấy tỷ mà trong đó đi quyên góp có 177 tỷ. Mờ ám quá, hào phóng quá, hào phóng quá. Cái chỗ này nè, cái chỗ đỏ này nè, cô đã đánh nè, con để cho nó đỏ là dừng lại chỗ này nè. Đó, quý vị nào mà hiểu một chút là quý vị hiểu hết cái câu chuyện liền.
qua wow, hôm nay chắc quý vị xem chắc cũng muốn sập mạng như chơi chứ phải không đâu. Đó, vậy thì quý vị thấy đúng chưa? Thấy không quý vị? Quý vị bỏ qua, quý vị chỉ là soi cái này, soi cái kia, nhưng tôi không soi. Tôi chỉ nói vào luật và tôi yêu cầu bằng luật luôn. Đó, thì như thế này đó quý vị. Hôm nay thì tôi chốt hạ được một tài khoản. Và chỉ là tài khoản đầu vô thôi. Còn đầu ra nhiều cái bất cập mà chúng ta cần phải làm rõ lắm. Nhưng quý vị, rất là nhiều cái mà chúng ta cần làm rõ. Nhưng mà khi bà Hằng mà làm rồi á, thì bà Hằng phải rõ nhất nha quý vị. Nha, không thể nào chúng ta bỏ qua một cái chi tiết là đề nghị thủy tề phải có một cái tài khoản mở sau khi khóa. Thế thôi, và sao kê từng ngày con phóng lớn ra của 20 ngày quyên góp tiền để chúng ta cập nhật xem có chúng ta trong đó không, nhưng đặc biệt không có bà Hằng. Bà Hằng chỉ có được tạm ứng niềm tin thôi. Đó, con đưa ra đó. Đây, một tài khoản này và một tài khoản này thay đổi liên tục. 742 à. Một cái tài khoản, Nhi đọc ra coi Nhi. Bây giờ tôi già tôi hay quên đó quý vị ơi, nhiều khi nói mình nói nhiều khi nó lộn tí xíu nha quý vị, thông cảm cho em nha, em lên tới chị nội rồi đó. 746 với cái gì 12 đó, phải không? 746 với 812 nha quý vị, nó nhảy liên tục. Đó, tôi đưa ra những cái bất cập để quý vị cập nhật được là không có lý do gì mà tiền đang vô như nước và bỗng nhiên khóa lại. Đúng không quý vị? 712 hả? In lên, đưa in lên là in lại cho quý vị cập nhật luôn. Quý vị. Quý vị ơi, làm sao mà em không trở lại được quý vị? Em phải trở lại mà lợi hại hơn xưa mới là bà Nguyễn Phương Hằng, mới là CEO chứ. Còn nếu mà em đi lụm lặt thông tin ở trên mạng giống như là đi móc rác thì không bao giờ. Đó quý vị ơi, đó quý vị thấy chưa? Đó. Hai cái tài khoản này thay đổi liên tục. Và em nói một cái cách, một cái mà chúng ta có thể mà dễ nhìn ra nhất là một ngày thu gần 9 tỷ bạc mà bỗng nhiên đóng tài khoản. Trời ơi, tiền vô như nước mà bỗng nhiên đóng tài khoản. Đâu phải thánh thần đâu. Đúng không quý vị? Chúng ta chỉ suy luận nhưng chúng ta không có cơ sở. Nhưng ngân hàng đã giúp chúng ta có cơ sở là bằng một cái văn bản báo khóa có. Đây là gì? Đây là một sự biết ơn to lớn của tôi đối với ngân hàng. Và tôi chờ đợi cái giây phút này đây. Trời ơi quý vị ơi, tôi đã lắm quý vị ơi. Tôi công kích từ bao lâu nay, hôm nay tôi mới có thể dẫn dắt quý vị đi, để quý vị hiểu rõ được những cái thủ thuật, những cái cao thủ mà những con người hiểu biết về ngân hàng rất nhiều mới có thể hiểu được. Kể cả chúng ta, hãy trải nghiệm đi. Rồi hãy thấy bà Hằng nói đúng hay sai. Chỉ cần 500 ngàn, 1 triệu thôi là nó treo luôn ở trên đó. Khi nào chúng ta lệnh thì nó rớt xuống. Và khi chúng ta phải có một giấy mở thì tiền nó mới rớt xuống. Và đặc biệt là chỉ có thủy tề biết và ngân hàng biết thôi. Và tiền đó bây giờ trở thành tiền hợp pháp. Đúng không quý vị? Cho nên tôi nói với quý vị rằng là tôi không bao giờ hối hận. Với 6 tháng nay tôi đã chiến đấu không dám mệt mỏi. Tôi dùng từ không dám mệt mỏi là bởi vì tôi không muốn quý vị thất vọng về tôi. Cái sự trả thù của tôi ngọt ngào nhất là tôi phải thành công. Đó là câu trend trong đời tôi. Thành công là một sự trả thù ngọt ngào nhất. Có hận tôi cũng phải phục tôi. Có ghét tôi, có cay đắng tôi cũng phải phục tôi. Vì tôi đúng. Nếu mà ai nói bà Hằng á, có hai điều thôi. Bà Hằng luôn đúng, mà nói cái câu số 2 và Hằng sai thì coi lại câu số 1, bà Hằng luôn đúng. Vậy thôi nha quý vị. Cho nên quý vị ơi, hôm nay tôi chọn cái ngày trở lại quý vị rất là chính xác luôn. Trời rung rủa cho tôi. Có một cái văn bản của ngân hàng đã nói lên tất cả thay tôi. Bởi vì chúng ta mập mờ không biết bắt đầu từ đâu. Cái đó là gì? Đó là những cái tôi dành cho cộng đồng mạng. Còn từ đâu và từ đâu nữa thì tôi đã mở đường cho công an kinh tế, cho chống tham nhũng vào cuộc rồi đó. Vì cái sự hiểu biết của tôi là tôi nói bằng luật, tôi nói từ ngân hàng, và tôi tin chắc rằng là khi tôi live stream đêm nay là sàn nó sập.
quá nhiều người xem luôn. Cái kỳ vừa rồi tôi ngừng thứ 1,8 triệu người xem, quý vị tưởng tượng không, những cái kênh YouTube của tôi với lại TikTok bậy bạ thôi đó, là ngân hàng xem, công an kinh tế xem, tham nhũng chống tham nhũng xem, thì mới thấy rằng đây là cái thủ thuật thật sự. Và cứ hỏi ngân hàng xem bà Hằng livestream đó như vậy đúng không, và quý vị hãy trải nghiệm đi, rồi quý vị thấy rằng là tôi nói chính xác 100% chứ không có 99.9 luôn, như 100% luôn. Tôi cam đoan với vị là tôi nói đúng 100%. Và tất cả những gì chúng ta cần phải làm trước khi công an vào cuộc, thì tôi sẽ cùng với quý vị file down ra từng thứ một. Phải chắc tay với tụi này, chậm mà chắc, để rồi không có một cái gì có thể chối cãi được nữa, đúng không quý vị? Tôi đưa ra những cái giả thuyết và cái giấc mơ của tôi để phục vụ cái giả thuyết mà tôi đưa ra cho quý vị. Bởi vì tôi có một cái miệng thôi, có hai con mắt, có một trái tim, có 52kg à. Trong đó quý vị bao nhiêu triệu người đang dõi theo cái drama này. Quý vị cảm được những gì tôi nói, quý vị cảm được những gì tôi hiểu biết. Và đặc biệt quý vị chưa biết thì quý vị có cơ hội để quý vị trải nghiệm về luật của ngân hàng, về luật của những cái thủ thuật mà chúng ta cất tiền hợp pháp, cực kỳ là hợp pháp. Nhưng quý vị, cực kỳ là hợp pháp, thậm chí tôi biết nhiều chuyện là cất tiền từ ngân hàng 3-4-5 năm sau ra vẫn sử dụng được. Và đây là cái gì? Thậm chí đây là cái gì? Đây là cái để tôi mở luôn cho công an kinh tế và chống tham nhũng. Đừng bỏ qua cái khâu này với những cái tội phạm mà chúng ta không thấy được tiền mặt của nó nha quý vị, mà chúng ta phải sòng vào ngân hàng, kể cả yêu cầu sao kê những khoản treo luôn. Đây là gì? Đây là những cái thủ thuật mà luật ngân hàng cho phép hợp pháp. Còn cái người muốn phai đao ra cái hợp pháp này thì phải có kinh nghiệm và có sự trải nghiệm thật sự mới biết được cái cách giấu tiền rất là hợp pháp, giấu tiền trong não, trên không gian khi cần chúng ta đem xuống xài. Đó quý vị, thì quý vị thấy rằng là Thủy Tiên nói rằng là không đi làm từ thiện nữa, ai mời mày nữa mà đi. Mày tự tin đến cái mức rằng là không đi làm từ thiện nữa. Và đặc biệt một câu rằng là quý vị ơi, tôi nói thật với quý vị á, thử xem nếu không có cái đám nghệ sĩ này, biết đâu á, cái tiền mà cứu trợ đồng bào lũ lụt nó nhiều hơn nhiều. Chúng ta đã quá sai lầm khi tin vào những cái thương hiệu, những con người mà mình cứ tưởng là họ tử tế lắm, bởi vì họ đại diện cho một cái bộ phận văn hóa, nghệ thuật. Chúng ta đã quá sai lầm và chúng ta đã sập hầm thật sự. Và qua cái câu chuyện này thì cái bộ nguyên tắc ứng xử thay đổi là đúng. Cần phải thay đổi và chế tài tất cả những con người, kể cả có tài, không có đức, không có tư cách, biến khỏi công chúng là hay nhất. Đừng để một sự phẫn nộ cao trào mà đến khi để lại những hậu quả rất là nghiêm trọng. Chúng ta phải răn đe tuyệt đối để ngăn chặn những con người tiếp theo. Gọi là thủ lĩnh, nó sẽ tạo ra nhiều thủ lĩnh. Chiêu trò của tụi nó bao nhiêu năm nay được che đậy, được bảo bọc quá kỹ rồi. Cho nên quý vị ơi, tôi có thể có lỗi với tụi nó, bởi vì chúng ta đang có một cuộc chiến trên cộng đồng mạng, và cuộc chiến sắp tới là một cuộc chiến pháp luật sẽ vào cuộc. Cho nên người mà tử tế, có trái tim yêu nước, luôn nghĩ về đồng bào, về dân tộc sẽ rất thương tôi. Bằng chứng là vừa rồi quý vị đã có một làn sóng, nghĩa là cùng với tôi, khóc cùng tôi, cười cùng tôi, vui cùng tôi, đau khổ cùng tôi. Còn những con người mà mất nhân cách, mất nhân tính thì chúng ta đã nhìn thấy rất là lộ rồi, không còn chối cãi đâu được nữa, cũng không thể nào né tránh được sự thật, đúng không quý vị? Cho nên tôi đã không cam tâm một mình đi chiến đấu với một cái lũ mà nó tàn sát tôi dã man, đến nỗi tôi phải gửi một cái bức tâm thư
đến bác Nguyễn Phú Trọng mà tôi viết trong nước mắt, tôi viết trong sự khổ đau nức nở của một người phụ nữ đi tìm chân lý một mình tôi lẻ loi. Nhưng cuối cùng lại thì tôi nhận ra rằng tôi không lẻ loi, là bởi vì quý vị thương tôi, quý vị hiểu được tôi muốn gì, mục đích của tôi là cái gì. Và thậm chí rằng nếu như mà miền Trung còn phải bị lũ lụt nữa, chính tôi sẽ là cái người đi vận động quý vị hãy gửi tiền vào Mặt trận Tổ quốc, thậm chí là Hội chữ thập đỏ, và tôi sẽ tiên phong 5 tỷ, 10 tỷ, 2, 30 tỷ là bình thường. Bởi vì tôi có cái quỹ của tôi, chứ không phải là tôi đi kêu góp cho tôi. Và tôi đi gào, tôi thét là bởi vì tôi không cam tâm, vì tôi hiểu rằng là chồng tôi là người miền Trung. Miền Trung khổ lắm quý vị ơi. Trong đất nước chúng ta, miền Trung là một cái nơi khổ nhất, thiệt thòi nhất. Không có năm nào mà được sống bình yên hết. Đó là một cái điều mà chúng ta xót xa, luôn hướng tới đồng bào miền Trung. Thế mà có những con người nó làm giàu trên mồ hôi nước mắt, và nó ăn trên đầu trên cổ của những con người trong những lúc khó khăn khốn đốn nhất, rồi nó đi kể công rằng không có tụi nó ai làm vậy. Thì bao nhiêu thập niên nay ai làm? Bộ đội, công an và bao nhiêu người xả thân vì miền Trung. Tụi mày cao quý quá hay tụi mày đi PA vậy? Nếu không nói ra thì chúng ta sẽ không thấm đẫm được những cái khổ đau của người miền Trung. Còn không á, đi dỗ về cho những cái lũ ăn cướp từ miền Trung, sống trên vật chất, nhà lầu xe hơi, sống hưởng thụ trên những cái đồng tiền đó, thì ngày hôm nay tụi mày sẽ không bao giờ còn một cơ hội nào để rồi coi miền Trung có tồn tại và người dân có đùm bọc người miền Trung hay không. Tụi bay đừng có lên tiếng là không có tụi bay, là không ai làm, nói những lời hôi nách rẻ tiền, quá là, phải nói là quá là cao ngạo tự hào. Tụi mày là ai? Miền Trung có trước hay tụi mày có trước? Tụi mày trả lời đi. Ngu mà lòng lợi hại mà còn nguy hiểm nữa, đúng không quý vị? Miền Trung có trước hay là cái đám nghệ sĩ này có trước? Tụi mày nuôi được người miền Trung bao lâu? Tụi mày khốn nạn đến tận cùng, tụi mày đi hút máu đồng bào dân tộc. Tao không gào, tao không thét thì tới bao giờ tụi mày mới dừng những cái trò đi quyên góp tiền từ thiện này lên đi? Tao mà có quyền lực trong tay, tao tống cổ tụi mày đi xa hết, để răn đe những thế hệ sau này đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tham nhũng và ăn cướp tiền của đồng bào dân tộc. Đó là một tội lỗi không đóng góp thì thôi, tụi mày còn lợi dụng tụi mày đi quyên góp. Tụi mày còn nói rằng là không ai làm để cho bà Hằng làm. Vậy thì mày nghĩ rằng là tao làm để tao dành chén cơm tụi mày, nên tụi bay mới suy bụng ta ra bụng người rằng là tao đang làm vì dành giật chén cơm tụi bay đó à? Tại sao tụi mày thiển cận tới cái mức mà nghĩ rằng là tao dành giật chén cơm của tụi mày? Tụi mày ngu hết phần thiên hạ. Tôi và anh Dũng là người đóng góp, chồng tôi là quê miền Trung, chúng tôi đã đồng ý tài trợ cho miền Trung 200 tỷ tiền đường cơ sở hạ tầng, tất cả mọi thứ để giúp người miền Trung. Mà tụi mày mở miệng ra tụi mày nói rằng là tao đi dành chén cơm tụi mày, mai mốt để cho bà Hằng làm. Được, nếu quý vị yêu tôi, quý vị thương tôi, quý vị hãy cùng với tôi đóng góp vào Hội chữ thập đỏ, rồi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và tôi sẽ là người tiên phong bỏ vào trước để cho quý vị thấy rằng tôi chuyển khoản thật sự để tiên phong làm cái chuyện đó. Và những chuyện còn lại là anh bộ đội, công an, nhiều người lắm. Tụi mày là cái lũ chó mà tụi mày là cái gì mà tụi mày bảo là không có tụi mày ai làm? Miền Trung có bao nhiêu năm, tụi mày bao nhiêu tuổi? Tụi mày quên một điều rằng là tụi mày quá cao ngạo. Và hôm nay tôi cũng muốn nói luôn cho những cái đứa gọi là anti-fan á, tụi mày chưa đủ tuổi để gọi là anti-fan. Bởi vì cái địa vị của tôi và sự thành công của tôi không dành cho những đứa ở nhà thuê, làm công nhân mà tự xưng mình là anti-fan. Hiểu anti-fan là gì không? Thứ nhất, thứ hai nữa, có thần tượng á thì cũng phải tỉnh táo. Tụi mày mù quáng đến nỗi mà thần tượng của mày nói cái gì cũng đúng hết, thì là tụi mày bán linh hồn, tụi mày giao cái linh hồn của tụi mày cho tụi nó xỏ mũi rồi. Một ngày nào đó tụi mày sẽ ôm nhục theo thần tượng của tụi mày.
trong cuộc đời ai cũng có những lúc sai, biết sai là phải quay đầu. Không ai mà không tha thứ cho những kẻ biết sai mà sửa hết. Phải mạnh dạn mình nhận ra cái chân lý, càng đi càng dính vô chân tường, mà cứ cố dãy dụa không làm gì được đâu. Mà tại vì hiện nay là gì, cả cộng đồng trong và ngoài nước người ta nhìn vào cái câu chuyện tôi làm không phải cho tôi, đúng không quý vị? Có một người phụ nữ nào mà xả thân ra hy sinh cái sĩ diện của mình để gào để thét, tất cả vì gì? Vì sự dối trá. Nếu không có tôi gào tôi thét tôi ngăn chặn thì giờ này tụi mày vô một khúc nữa rồi. Cứ thế mà cắm đầu cắm cổ đi làm để phục vụ cho những cái hào quang, những cái dối trá mà nghĩ rằng là mình đây là sống trung thành lắm, mình chỉ trung thành với cha mẹ, tổ quốc, quê hương của mình, ông bà tổ tiên của mình mới ngưỡng mộ, và đặc biệt là mình yêu cái lương thiện, không bao giờ sống bày đàn. Phải nhớ là như vậy, người sống có chân chính không cần phải bày đàn, sống liêm khiết, sống đàng hoàng, cứ một mình mà sống thế thôi. Tại sao phải cần số đông bày đàn? Vì yếu đuối mới cần bày đàn, đúng không quý vị? Người yếu đuối mới cần số đông bảo vệ. Còn một mình tôi, quý vị yêu tôi là bởi vì quý vị đã thấy rằng là suốt một thời gian qua tôi đã hy sinh quá nhiều. Trước đây có một mình tôi thôi, tôi có biết quý vị là ai, quý vị có biết tôi là ai đâu. Có đúng không quý vị? Sống như vậy mới đáng sống. Còn cha mẹ mình sinh ra, tổ quốc mình sinh mình ra, mình bán linh hồn cho một cái loại cặn bã xã hội, một loại quỷ dữ, để mình chống lại cộng đồng, chống lại quê hương đất nước của mình là một tội lỗi không thể dung thứ được. Cho nên tại sao tôi phải trở lại với quý vị? Mặc dù là tôi đã không muốn trở lại, tôi muốn tạm ứng cái niềm tin đó, và tôi chờ xem quý vị yêu tôi bao nhiêu, và những gì tôi làm đúng hay sai. Suốt 6 tháng qua tôi đã tự ngắt mình ra để cân đong đo đếm được cái tình cảm của quý vị dành cho tôi, và những gì tôi làm đúng hay sai, chờ một tiếng nói của cộng đồng. Và rõ ràng là quý vị đã quá thương tôi, mà tôi nợ quý vị một tình thương, một ân tình, một niềm tin buộc tôi phải trở lại. Nếu tôi không trở lại thì ngày hôm nay và sắp tới nữa, thằng Công Vinh và con Thủy Tiên nó sẽ ngồi lên đầu của chúng ta, bởi vì nó dựa vào cái công văn đó và nó nghĩ rằng là nó hết trách nhiệm rồi. Dễ quá ha. Hết trách nhiệm rồi, bổn phận tao là nhiêu đó thôi, và đánh phủ đầu rằng tao sẽ đi thưa con CEO đó luôn. Trời ơi, nghe sợ quá, hôm qua em không ngủ được quý vị ơi. Quý vị nào mà bị thương quỷ quyền luôn cho em đi, em bị thương luôn một lần. Em chịu hết cho. Cho nên đừng có chơi những cái trò phủ đầu rẻ tiền đó. Và ngày hôm nay tôi tạm chốt kèo là vợ chồng nó gian manh là bởi vì sao? Nó mới chứng minh cho chúng ta cái khoảng khóa chứ chưa chứng minh cho chúng ta cái khoảng mở. Cho nên chúng ta phải đặt một dấu hỏi to đùng đùng. Đúng không quý vị? Tôi được cái lì lắm. Khi lòng kiêu hãnh của tôi bị xúc phạm, tôi gọi tên tôi, Nguyễn Phương Hằng ơi, mày hãy làm cái điều gì đó đi, không phải để người khác xúc phạm mày như vậy. Và đặc biệt câu chuyện này là câu chuyện của cộng đồng, của bá tánh, cho nên không đủ phước phần để hại tôi đâu. Đúng không quý vị? Đặc biệt là thằng Võ Hoàng Yên, nó đi bẻ đầu bẻ cổ, đi kéo lưỡi người ta, nó hành hạ người ta. Nếu tôi không gào không thét thì có phải là trong chúng ta vẫn còn thằng thần y không? Nếu cá nhân tôi đi thưa nó, thưa là con mẹ gì, tiền đâu khó lấy đâu. Nhưng không, tôi bỏ qua. Có những lúc tôi tin tưởng nó. Quý vị nói tôi mê nó cũng được nữa, không sao nữa. Bây giờ tôi tỉnh mê rồi, tôi xử nó được không? Vừa lòng chưa? Hả? Tôi vì ai? Vì cộng đồng. Tôi có mê nó chứ tôi đâu có muội. Nếu tôi muội thì tôi lôi nó ra làm cái gì? Được chưa? Mê nhưng không muội được không? Tôi cũng như quý vị thôi. Ai mà không quái thần? Thần y rồi tới thần linh. Hai thằng thần một lúc. Sợ quá đi. Hai cây đa cây đề đều là thần hết. Một thằng là thần y, một thằng là thần linh. Linh thiêng lắm, nhảy đồng nhảy bóng để kêu hồn ma hồn quỷ về. Linh ôm thần linh với thần y.
bao nhiêu năm rồi, chúng ta bị lừa dối bao nhiêu năm rồi, vậy có cam tâm để cho nó đi lừa đảo không? Bây giờ trong thời gian tôi chờ đợi để thưa nó tới giờ này chưa xong, vậy thì suốt 6-7 tháng nay nó làm cái gì với chúng ta nữa rồi? Đúng không quý vị? Tại vì sao tôi không gào không thét thì hàng ngày hàng giờ nó nói nó thổi bao nhiêu lỗ tai người rồi? Tôi la hàng ngày hàng giờ thì quý vị mới tỉnh. Bởi vì tất cả trong chúng ta, cái sự kiện gì xảy ra đó thì nó qua rất nhanh, 2 tuần 3 tuần là chìm liền. Bởi vì nó là như vậy đó, cái tin mới nó áp cái tin cũ và nó sẽ đi vào dĩ vãng. Có ai nhớ ai lâu không, hay lâu lâu cái gì đó lắm lắm mà mới nhớ lại? Còn tôi không để quý vị bị lừa, cho nên tôi gào tôi hét đến nỗi mà tôi nói rằng tôi đi tố giác tội phạm, mấy một chút tôi thành phạm tội là bởi vì sức chịu đựng của tôi nó vượt ngưỡng. Tôi nói thật với quý vị á, mỗi khi tôi đau lòng á, tôi nhớ là những cái hình ảnh mà những cái trẻ em mà nó bị thằng Võ Hoàng Yên đập vô lỗ tai mà kéo lưỡi. Quý vị có biết rằng có những trẻ em bị câm điếc đi chữa nó xong về bị khùng luôn. Vừa câm vừa điếc mà bị khùng là bởi vì nó làm cho cái thần kinh con người ta sợ hãi đến bị khùng luôn. Quý vị lên YouTube quý vị sẽ thấy được có một em trai đi gặp thằng Yên về bị khùng luôn, đã câm điếc rồi về bị khùng luôn vì quá hoảng sợ. Nó gõ vô dây thần kinh của thằng nhỏ đến nỗi thằng nhỏ về khùng và la làng la sớm luôn. Quý vị thấy có đau lòng không? Tại vì sao? Tôi đã từng nói quý vị rồi, tôi yêu trẻ lắm. Tôi nhìn những đứa trẻ là tôi tan chảy. Mặc dù nó không phải là con tôi nhưng tôi nhìn tôi quên hết. Phải nói một điều như vậy. Cho nên nó đã hành hạ bao nhiêu đứa trẻ rồi. Cho nên đó là lý do mà tôi phải dãy dụa và tôi phải làm tất cả để hôm nay nó trở thành một thằng Võ Nam Yên nhưng còn rất lợi hại. Tôi làm được cái gì tôi đã làm rồi, miễn là nó đừng đi hành hạ người khác hợp pháp nữa là tôi đã hạnh phúc rồi. Vậy thì cái câu chuyện mà tôi lôi ra từ thằng Võ Hoàng Yên tiếp theo nữa là đám nghệ sĩ bẩn. Có bẩn không quý vị? Có bẩn không? Có ai nói rằng là những người tôi lôi ra không bẩn không? Vậy thì đâu phải một mình tôi nói, mà cả VTC cũng nói, VTV cũng nói. Nó lộn nha quý vị. Rồi á, bao nhiêu thông tin chính thống cũng nói, chỉ có nhà báo không nói. VTV mà cứ lộn VTC hoài. Rồi mấy mốt là chụp cái đó lên TikTok là bà Hằng nói nha quý vị. Cứ rình, cứ chờ hở là chụp, là giật còn hơn cô hồn nữa. Trời ơi, hận quá đi. Tội nghiệp tôi không quý vị. Nhiều khi tôi già rồi tôi phải lẫn lộn chứ. Trời ơi, Tổng thống Trump mà đôi khi còn bị lộn mà. Cái tâm mình không có, mình nói không có ý nói mà người nghe có ý nghe mới chết chứ. Nhưng mà làm ơn nghe hết câu chuyện giùm. Đừng có ngắt nghéo khổ lắm, đi hại người. Vừa hèn vừa tồi nữa. Nghe. Mà cái câu chuyện này là câu chuyện của cộng đồng. Vậy thì quý vị thấy không, tôi đã làm bao nhiêu điều tốt đẹp. Bây giờ chúng ta chưa chờ pháp luật công nhận nhưng đã lên tiếng rằng là thân ý có không? Rồi nghệ sĩ đạo đức tư cách có không? Vậy đi bán thuốc quảng cáo có không? Đi quyên góp tiền từ thiện có không? Có bẩn không? Vậy thì tôi không la làng lên á. Thằng Trấn Thành đã có ói ra 9 tỷ mấy đó mà lại ói cho mẹ Hồ Ngọc Hà với lại thằng Đại Nghĩa suốt 8 tháng trời. Nếu tôi không la lên á thì thằng Hoài Linh nó có ói ra không? Vậy thì có thể nào phủ nhận công sức của tôi không quý vị? Thương ghét là cảm xúc nghe, nhưng mà đừng có bắt tôi sống theo sự kỳ vọng của quý vị. Vì tôi không phải là con rối và tôi không phải là cục bột. Và đặc biệt rằng những người nói tôi anti-fan nó lại càng không có tư cách đối đầu với tôi. Bởi vì sao? Câu chuyện của tôi là làm cho cộng đồng, cho số đông chứ không phải một số nhỏ. 97 triệu dân này ít nhất cũng phải có 2-3 triệu dân thương tôi, 2-3 triệu dân nghe tôi nói đúng. Vậy thôi, tôi không dám nói nhiều, tôi không dám mơ ước là tất cả đều nghe tôi. Nhưng trong đó tôi nói vài triệu dân thôi nói tôi đúng. Và vừa rồi tôi đã chứng minh cho quý vị thấy rằng là họ yêu tôi. Bởi vì họ cảm được cái sự hy sinh
của tôi, không cho tôi mà cho cộng đồng và cho thế hệ sau này. Đúng không quý vị? Cho nên đừng có bao giờ tự xưng mình là anti-fan của bà Hằng, chưa đủ tuổi, chưa đủ tư cách. Còn mình muốn bảo vệ cái thần tượng của mình á, là mình phải lôi nó ra đầu tiên, để mình chứng minh cho mọi người thấy rằng là tôi bảo vệ ông có lý trí, chứ tôi không có bảo vệ ông một cách mù quáng, u mê, không lối thoát. Tôi có mê chứ tôi chưa muội nha quý vị. Cho nên cuộc đời tôi là của tôi. Tôi biết tôi sai, tôi lập tức tôi quay đầu. Cho nên cuộc đời tôi là như vậy đó. Chứ tôi không bao giờ rằng tôi biết tôi sai mà tôi cố tình tôi bảo vệ cái sai của tôi, thì suốt đời tôi không bao giờ tôi trở thành người tử tế được. Bởi vì tôi sẽ lún càng lúc càng sâu hơn. Cho nên á, muốn á, học làm người tử, muốn làm thành công á, thì học làm người tử tế trước đi. Vậy thì quý vị thấy rằng là giữa tôi và cái đám nghệ sĩ tôi lôi ra, ai bẩn hơn ai? Giữa tôi và họ, ai có đạo đức hơn ai? Ai nói bậy hơn ai? Và ai suy đồi hơn ai? Tôi móc túi tôi mang đi cho, còn tụi nó đi quyên góp để bỏ làm tài sản riêng. Vậy thì ai bẩn hơn ai quý vị? Cho nên tôi khuyên những người còn chút tình với đất nước này, còn chút chân lý và cho con mình, cho tương lai của mình, thì phải suy xét cho nó cặn kẽ cái đối tượng mình đang bảo vệ là ai, quyền lợi của họ là gì, quyền lợi của mình là gì. Hãy chơi một cuộc chơi sòng phẳng đi, đừng có bất chấp mê muội mà trở thành những tín đồ mê muội bất chấp. Vừa nghe một cái triệu hiệu là lập tức tấn công vào, bất chấp. Như vừa rồi đó, tấn công cả VTC là một điều không tưởng. Từ cái hiệu triệu của ai? Của con nhà báo Hàn Ni. VTV nha quý vị, trời lại lộn nữa. Khổ ghê vậy, trời ơi, Hằng ơi, mày già rồi đó Hằng. Đúng rồi, lên chị nội là già rồi đó quý vị. Cho nên nó có những kẻ cực kỳ hèn đi cắt vào những lúc mà tôi nói sai một chút thôi, lại tấn công tôi. Thật là hèn. Và cái câu chuyện thế này nè quý vị. Cái câu chuyện là mẹ của bé Thỏ là một cái câu chuyện mà khiến cho cộng đồng mạng á cảm thấy đau lòng. Nha quý vị. Thì tôi mới nói quý vị thế này. Ở trong cuộc đời của chúng ta, riêng bản thân tôi không bao giờ giận mẹ của bé, là bởi vì chính tôi đã tiếp xúc với mẹ của bé, và tôi đã gặp mẹ của bé, và tôi có nói chuyện điện thoại với mẹ của bé. Tôi tin chắc rằng mẹ của bé không phải là loại người đó. Đâu đó biết đâu có một thằng cô hồn mạng nào đó, nó làm tổn thương cả tôi và cả người ta. Nha quý vị, cho nên tôi không bao giờ hờn giận. Bởi vì sao? Cái mục đích của tôi là tôi cứu con bé đó, vì tuổi thơ của nó cần phải tồn tại, thế là đủ. Tôi không mong cầu điều gì ngoài mong cầu là cháu khỏe mạnh, cháu trưởng thành và cháu được như những đứa trẻ khác. Còn ai nói gì, thậm chí rằng là họ vu khống cho mẹ của bé như thế nào đó, tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt là mẹ bé không phải là loại người đó. Bởi vì chính mẹ bé đã từng bị cô Đinh Lan chửi thậm tệ vì lên tiếng nói binh tôi. Nhưng nếu như mẹ của bé vì một điều kiện nào đó mà không thích tôi hứa với quý vị rằng tôi cũng không giận. Bởi vì cái người tôi cần cứu là đứa bé đó chứ không phải mẹ đứa bé đó. Cho nên đó, tôi không giận đâu. Cái nick ấy gọi là nick Phạm Hoàng. Và có lần tôi nói với quý vị rằng là chị ấy rất là bất hạnh. Chị ấy có một người chồng bất bình thường. Nha quý vị. Cho nên cho dù chị ấy có nói hay không có nói, đối với tôi không quan trọng, quý vị không cần phải xót cho tôi. Cái quan trọng của tôi là bé khỏe, bé trưởng thành và bé như là những đứa trẻ khác xinh đẹp, mà nhất là con gái nữa. Tôi thương bé như con tôi, cho nên tôi không bao giờ buồn phiền chế giáp gì cả. Ai gieo thì người ấy gặt. Chị ấy có thể vô ơn với tôi, hay ai đó là vu khống cho chị ấy, thì trời biết đất biết, tôi cũng không cần biết. Tôi cũng chả có để buồn, để bụng làm gì. Bởi vì cái mục đích của tôi đã hoàn thành, là tôi cứu bé giữa cái sống và cái chết.
thì tôi đã mãn nguyện rồi, tôi không cần phải làm điều gì cho tôi cả. Cho nên có những người đã lên tiếng rằng là xót xa cho tôi hay không, đối với tôi á quý vị ơi, cuộc đời này tôi gặp rất là nhiều những cái trái ngang rồi, cho nên không có cái gì mà tôi chưa trải qua hết, có nhiều điều còn khốn nạn hơn vậy nhiều. Cho nên nó chả là cái gì để cho tôi phải buồn cả. Tôi chỉ thấy rằng là tôi chỉ có một cái cảm nhận rằng là ai đó đã hại chị ấy. Chứ riêng chị ấy thì tôi không tin là chị ấy làm vậy đâu. Bởi vì một nách sách ba đứa con đi bán cá nuôi một người chồng bị thần kinh, hồn dí ở đâu nữa. Mà ngay cái thời điểm này đang dịch, ai đó đã hại chị ấy. Tôi chính xác là 80-90% riêng tôi cảm nhận ai đó đã hại chị ấy. Vì vậy thế rồi đó, cô hồn mạng nhiều lắm. Trời ơi, cô hồn mạng nó đi lang thang, nó làm tổn thương người ta nhiều lắm nha quý vị. Mà nếu như cái sự thật nó có đi chăng nữa tôi cũng không buồn đâu. Bởi vì mục tiêu của tôi đã làm xong, trách nhiệm tôi là cứu bé và mong bé khỏe mạnh trưởng thành, lớn lên xinh đẹp là tôi mãn nguyện rồi. Vì tôi chỉ có như thế thôi nha quý vị. Quý vị không cần phải xót xa cho tôi, và bản thân tôi chưa bao giờ tôi trách. Tôi muốn liên lạc với chị ấy thì có khó gì đâu quý vị. Nhưng mà thôi, hãy để mọi thứ ngủ yên, đừng có đào khoét để làm gì. Và tôi thật sự ra thì tôi có một lời khuyên rất là chân thành với anh em làm YouTube. Hôm nay thì tôi phải nói một điều là tôi phải lên tiếng. Trong cái thời gian 6 tháng vừa qua thì quý vị cũng biết rằng là một mình tôi chiến đấu. Và các anh em làm YouTube chính nghĩa cũng có, làm YouTube dơ cũng có. Nếu làm YouTube dơ thì chỉ là mang nghiệp thôi. Còn những anh em làm YouTube chính nghĩa thì hãy tỉnh táo, đừng để cho những thằng cô hồn mạng nó đi công kích đầu này, nó phá đám đầu kia, để rồi lên mạng chửi nhau, rồi hăm dọa nhau, để rồi khán giả người ta bất mãn, người ta cười. Bởi vì ở trên cộng đồng YouTube á, không có bao nhiêu cả, mà khán giả thì quá đông. Cho nên đừng có mắc bẫy người khác mà gây ra một cái sự hỗn độn trên YouTube thì chẳng hay ho gì cả. Và cái mục đích của chúng ta là gì? Kiếm tiền chứ đừng kiếm chuyện nha. Làm YouTube á, mà mình làm hay á, thì tôi thí dụ bây giờ tôi chia sẻ một cái bài, chẳng hạn như tôi có một cái buổi live stream như thế này, nếu tôi là người làm YouTube á, tôi sẽ khai thác những cái hay để tôi thể hiện cái tài của tôi, để tôi lôi kéo khán giả về với tôi. Mỗi một câu chuyện á, nó được dẫn dắt bởi những cái ý tứ của cái người biết khai thác. Tôi không làm truyền thông, nhưng nếu tôi làm truyền thông, chắc chắn một điều, tôi sẽ làm theo những cái đột phá, phá cách riêng của tôi. Và đặc biệt là tôi không lặp lại cái của người khác. Đó là tôi tìm cho tôi một lối đi riêng, thì tôi mới thể hiện được cái khả năng và cái tài của tôi có được. Chứ đừng có cãi nhau, đừng có đấu đá nhau bởi những thằng cô hồn mạng. Và đừng có bao giờ để trở thành con rối trong lòng khán giả, mệt mỏi lắm rồi. Ai cũng đi kiếm tiền, đừng có kiếm chuyện. Còn những người làm YouTube không cần tiền thì rõ ràng họ luôn luôn là họ chính nghĩa. Và những người làm YouTube dơ, họ đi ngược dòng để họ tạo ra hiệu ứng đám đông. Họ nghĩ rằng là họ tài lắm, nhưng đâu đó họ gieo qua một cái sự là nghiệp chướng rất to lớn. Và bản thân mình không ra gì, mình mới đi ngược dòng ngược gió với chân lý và với công chúng. Cho nên tôi có một lời khuyên chân thành với anh em làm YouTube. Có khi tôi làm như thế này, tôi lên như thế này cũng là cách tôi giúp cho quý vị kiếm tiền. Không ít thì nhiều, quý vị biết không? Làm YouTube rất nhiều tiền nếu có khán giả. Một tháng mấy trăm triệu, có khi cả tỷ là bình thường. Đó đó quý vị, thật đó quý vị. Cho nên á, mình đi kiếm tiền chứ đừng có kiếm chuyện. Cái đó là lời khuyên chân thành của tôi. Và mình tập trung khai thác những cái điều hay ý đẹp để mình bán đến cho cộng đồng, thì nó sạch sẽ biết bao trên cộng đồng. Và có những cái tip mà YouTube á, giật quá đáng, để câu view cũng quá đáng luôn. Mình hãy nói những gì chân thành nhất đi, để rồi người ta nhìn cái tựa xong bên trong, người ta vô coi, người ta thất vọng, lại rồi người ta từ từ rời đi. Không nên. Cho nên á, tại sao tôi luôn có những lối đi riêng của tôi, và đặc biệt là tôi không bao giờ lấy của người khác làm của mình.
Tôi không bao giờ ăn cắp ý tưởng của người khác, mà tôi phải sáng tạo và tôi phải đột phá những cái gì mà người khác chưa từng làm. Cho nên trong một cái câu chuyện live stream của tôi mấy tiếng đồng hồ, nó nhiều chủ đề để làm lắm. Nếu để ý một chút á, nó nhiều cái lối đi cho quý vị đi lắm. Mỗi người có một cái suy nghĩ, một cái khám phá, một cái đột phá, một cái sáng tạo riêng để mà làm YouTube. Cho nên nó cuối cùng lại á, tôi chỉ khuyên một điều là đừng có mà đi gây gổ nhau. Vì ai cũng đi kiếm tiền cả, lại đi gây gổ nhau cho khán giả người ta nhìn vào, người ta cười. Và người ta sẽ tẩy chay từ từ. Đồng bọn với nhau mà còn cấu xé với nhau, còn chửi rủa nhau, còn bươi móc nhau thì còn đâu là niềm tin để khán giả tin nữa. Cho nên chúng ta phải đưa cái đạo đức lên hàng đầu, và đặc biệt là chúng ta nên nói trung thực. Chúng ta đừng có đi quá xa, gọi là chúng ta tạo ra những cái hư cấu để rồi chúng ta mất hết niềm tin trong lòng khán giả, thì vài lần thì người ta nhận ra và người ta sẽ rời đi. Đó là lời tôi khuyên rất chân thành với các anh em làm YouTube. Thì phải nói một điều đó, tôi nói như vậy. Và tiếp tục nữa đó, thì tôi chia sẻ với quý vị rằng là trước đây thì tôi có, quý vị biết là công ty cổ phần Đại Nam của chúng tôi là một công ty rất lớn. Một ngày tôi tiếp rất nhiều khách. Cho nên tôi thưa với quý vị rằng là gần đây tôi mới biết Facebook là gì, YouTube là gì. Tôi không biết gì cả. Khi tôi bắt đầu bước vào thì tôi mới bắt đầu biết tới giới nghệ sĩ, là có những người mà tôi đã thấy trên sân khấu ca hát. Tôi không biết đời tư của ai cả, và tôi đặc biệt tôi không quan tâm vô, vì tôi không có thời gian, và đặc biệt là tôi không để ý chuyện của người khác. Tôi sống rất kín đáo. Thì có một ngày đó, điện thoại của vợ chồng tôi mà khách hàng hẹn gặp là bình thường. Gặp với nhiều tư cách khác nhau, có khi tôi rảnh thì tôi tiếp, tôi không rảnh thì tôi chẳng tiếp. Nhưng mà có một ngày đó thì có ba người lên, khi mà chưa có cái sự xảy ra cái vụ mà một cái cuộc bùng nổ trên YouTube như thế này. Thì tôi không ngờ rằng là có một người lên thì cũng xin chụp tấm hình với tôi nha. Đó như quý vị, xin chụp tấm hình với tôi. Thì sau đó về thì chỉ có một lần duy nhất thôi. Chuyện đó bình thường nha quý vị. Gặp vợ chồng tôi với tư cách khách hàng hay là nhà báo hay là gì rất là bình thường, bởi vì chúng tôi là công ty mà. Sau đó về thì gần đây thì tôi mới biết là Nguyễn Xin. Quý vị biết ông Nguyễn Xin là ai tôi không biết, nhưng mà mới đây thì tôi tìm hiểu thông tin thì tôi mới biết là Nguyễn Xin là trùm. Nha quý vị, trùm trong giới showbiz. À, là một cái người mà từng tổ chức cho một nhóm người tấn công Duy Nguyễn ở bên quận 7. Thế thì Nguyễn Xin này là ai? Tôi chưa bao giờ gặp mặt. Mà tôi gặp mặt bạn của Nguyễn Xin và tôi không biết họ là ai cả. Họ lên thì tôi tiếp thôi, bình thường thôi. Sau này á, thì khi tôi tấn công vào đây, người này tôi chưa bao giờ gặp. Mà tôi không nhớ nữa quý vị ơi, mà tôi có gặp một người nhờ Loan đưa lên giùm. Đó là người này đưa cái thông tin cho tôi. À quý vị biết không, tôi có nhắn một cái tin á, là sau khi xin số điện thoại của tôi, là bởi vì sao biết không, sau khi lên gặp tôi thì tôi có gửi cho ba cái bao thơ nhưng mà không nhận. Thì tôi mới nói là giận rồi là vì không nhận mấy cái bao thơ đó đi về. Thì sau này tôi mới biết là thì ra là cũng là một cái con người đó là cực kỳ là quan trọng trong cái giới nghệ sĩ đó chứ, mà tôi nào biết nào hay, là bởi vì tôi có biết giới nghệ sĩ là ai đâu, mà trùm đầu trùm cuối thì tôi bây giờ tôi mới biết đây là một trong những người tổ chức qua đánh Duy Nguyễn, qua mà bắt Duy Nguyễn khoanh tay á, nghĩa là giang hồ cực kỳ là ghê gớm. Và người này thì chơi với ai? Chơi với lại cái người gì đi tù á, Trương Châu Hữu Danh. Thì chuẩn bị cái người này nè lên gặp tôi nè. À, có chụp cho tôi một tấm hình, chứ cái người kia thì tôi nhớ rồi, tôi không quen. Đây, cái người này đây, là lên gặp tôi. Đẹp trai hả quý vị ha? Phải lòng rồi đó. Bảo Su Su, lên gặp tôi. À, sau đó xin số điện thoại của tôi, và tôi mới nhắn một cái tin là tôi cho tiền không giận. Cho nên tôi la giận rồi. Thế thôi, là chỉ đó là không có còn liên hệ tin nhắn qua lại một cái gì vào một cái buổi đó. Lên gặp tôi, tặng cho tôi một bó hoa hay cái gì đó, đại khái là như vậy. Sau này tôi mới phát hiện ra là Nguyễn Xin gì đó. Tôi nhớ là tôi chưa từng gặp. Đó.
Và tôi không ngờ rằng là trong cái giới showbiz á, có những cái tay trùm rất là giang hồ nha quý vị. Tổ chức đi đánh người ta, đi đi hành hạ, đi làm nhục người ta một cách công khai. Quý vị thấy ghê gớm không? Thì ra đó là một cái nha, cái đám này phải nói là quá ghê gớm so với lại nghệ sĩ miền Bắc á. Thì cái đám này phải nói là quá mất dạy. Mất dạy đến tấn công người ta, nghĩa là bất chấp xã hội, bất chấp dư luận và bất chấp luôn cả luật pháp. Nhưng khổ nổi bây giờ gặp ngay bà Hằng. Tụi bay tấn công tao thử cái coi. Tao lôi tụi bay ra hàng ngày, hàng giờ á. Tụi bay tấn công tao như tấn công Duy Nguyễn, tao coi cái coi. Và đi qua gia với con Cát Phượng và bao nhiêu Đàm Vĩnh Hưng tổ chức qua đi làm nhục người ta, đi bắt người ta khoanh tay xin lỗi, quay video clip để làm nhục con người ta. Chỉ vì một câu nói đụng tới cố nghệ sĩ chí tài gì đó thôi. Mà tụi bay làm mưa làm gió, tụi bay làm giống như tụi bay là đúng thật. Con Trịnh Kim Chi nó kêu là đám kiến lửa là đúng rồi. Bây giờ tao kêu một lũ kiến lửa chứ phải là một đám nữa. Một lũ chó dòi kiến lửa. Mất dạy. Mất dạy với cộng đồng, mất dạy với công chúng. Tụi bay bày đàn, tụi bay khốn nạn. Đúng không quý vị? Thì ra rằng tụi nó tự làm mưa làm gió. Thì ra tất cả những nghệ sĩ ở miền Bắc hiền lành vô cùng. So với cái lũ này không ăn thua. Tôi nói là có sai đâu quý vị. Thế thì mới biết rằng là tụi nó dây cánh như thế nào mà tại sao ngày hôm nay trời rung rủi cho tôi đối đầu với tụi nó. Và tôi cũng mong chờ một ngày nào đó tụi nó lôi nhau lên Đại Nam thử một bữa tôi coi coi. Và tụi mày thật sự đã chết trong lòng những người lương thiện và những người yêu nước thương dân và những người có chính kiến, có ý chí và có nghĩa khí. Tụi mày đã chết hàng loạt rồi. Đó, cho nên tôi nói quý vị rằng là tôi sẽ không rời quý vị cho đến khi sự thật được bóc trần ra tất cả. Bởi vì sự thật luôn lột trần ra, không thể che giấu được. Cho nên ngày hôm nay tôi trở lại với quý vị và tôi sẽ tiếp tục trở lại với quý vị. Để làm gì? Để làm chủ cái cuộc chơi này. Cho đến khi cơ quan pháp luật vào cuộc, lôi đầu vài đứa ra trước công chúng, không thì tụi nó làm mưa làm gió, lấy tay che cả bầu trời, ăn trên đầu thiên hạ, rồi làm giang hồ sĩ. Đúng không quý vị? Và bày đàn nhau, những gì tôi nói là nói chính xác luôn. Từ luật sư, nhà báo hai mặt, cho đến giang hồ, cho đến những cái fan cuồng bất chấp, cho đến tụi phản động, cho đến những đám tín đồ mê muội. Hôm nay thì quý vị thấy rằng là tôi đã làm hơn 2/3 đoạn đường và tôi sẽ cùng với quý vị đi cho đến tìm được chân lý là chúng ta trao gửi niềm tin tuyệt đối vào pháp luật. Bởi vì có khi tôi đã nói rằng tôi dừng cuộc chơi này và trao niềm tin vào pháp luật, nhưng rồi quý vị thấy không, tôi vừa rời đi là loạn liền. Lên chửi rủa tôi, chửi con gái tôi, xúc phạm tới bao nhiêu điều. Và buộc tôi phải trở lại để hôm nay tôi minh chứng cho quý vị thấy thằng Công Vẹo và con Thủy Tề nó đã thủ đoạn như thế nào để phục vụ giấc mơ của tôi, xem có đúng hay sai. Quý vị thấy hấp dẫn không? Tôi đã không phụ lòng quý vị rằng là tôi đã bùng nổ cho quý vị về cái lực của ngân hàng và những cái thủ đoạn mà tụi nó đã rất là tinh vi. Dãy dụa nữa đi, kêu gào nữa đi. Và phải sao kê 20 ngày cho đến 1 tháng toàn bộ những số tiền tạm ứng niềm tin là 170 mấy tỷ đó. Và chúng ta phải làm rõ ra những cái giấy nào xác nhận cho tụi nó là số tiền 200 mấy tỷ. Hố một cái quá sâu. Bởi tôi nói rồi, đừng có gian. Hễ mà gian là thế nào cũng có ngày. Sự thật là như vậy đó quý vị. Trời ơi buồn cười lắm quý vị ơi. Vừa gian vừa xảo, vừa to mồm. Thưa luôn con CEO, thưa hết tất cả. Bây giờ muốn thưa thì bây giờ mày phải làm rõ hết những cái gì mà công chúng yêu cầu đi. Rồi mày muốn thưa ai cũng không có muộn. Và đặc biệt một điều là chúng ta một lòng phải chờ cơ quan pháp luật vào cuộc bằng những cái đơn thưa
chính thống gửi đến cơ quan công quyền chúng ta, thưa những cái khoản cướp đất như thế này. Và tôi tin chắc một điều rằng khi tôi nói như thế này là công an kinh tế và đội chống tham nhũng họ sẽ hiểu được, tôi mở đường cho họ đi. Đúng không quý vị? Cho nên là tụi nó đã khóa báo có thì rất là khó báo cáo. Trời ơi, nhớ không quý vị? Khóa báo có thì rất là khó báo cáo, cho nên phải báo cáo, phải lôi tụi nó ra để chi? Vừa ăn cướp, vừa la làng, vừa đánh phủ đầu, vừa cả vú lấp miệng em. Vú mày sao bự bằng vú tao, thủy tề. Vú tao là chả bá luôn. Vú mày ăn thua gì mà mày lấp miệng thiên hạ. Đúng không con thủy tề? Thô quá quý vị, mà thiệt. Sự thật luôn á. Cho nên nó tính chơi cái đòn gì? Phủ đầu, la làng lên. Tao thua hết. Thua luôn con siêu. Trời ơi, tao chờ có bao nhiêu đây mà. Đúng không quý vị? Vừa ăn cướp, vừa la làng, vừa cái là tung hô lên. Để chi? Để hù dọa. Sợ quá luôn. Vậy thì hôm nay á, là chúng ta chỉ mới có hiệp một, màn một bắt đầu. Đúng không quý vị? Thì mà báo cáo khó thì khó báo cáo. Đúng không quý vị? Báo cáo khóa thì khó báo cáo, đúng không quý vị? Khóa báo có là khó báo cáo. Đó. Đúng không quý vị? Cho nên hôm nay tôi bật mí cho quý vị bằng luật của ngân hàng. Và tôi tin chắc một điều là sau khi tôi bùng nổ ra thì tràn lan trên YouTuber. Và tôi đề nghị rằng là báo chí lên tiếng đi. Báo thanh niên, báo tuổi trẻ đăng giùm đi. Còn VTV thì đã đăng rồi đó, đăng hàng ngày về tư cách đạo đức cũng như là về vấn đề sao kê từ thiện, đi quyên góp tiền từ thiện. Và tôi hứa với quý vị rằng là tôi sẽ có trách nhiệm trong cái câu chuyện sau này về vấn đề miền Trung. Tôi sẽ kêu gọi quý vị cùng với tôi, thương tôi, cùng với tôi đóng góp vào Hội Chữ Thập Đỏ, rồi Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam. Biết đâu rằng là sau một lần như vậy, số tiền nó tăng lên biết là bao nhiêu. Vì ai cũng thương đất nước, thương dân tộc, và đặc biệt là thương miền Trung. Đúng không quý vị? Chúng ta đã thất thoát bao nhiêu rồi? Chúng ta đã tỉnh ra chưa? Chúng ta sáng mắt ra chưa khi trao niềm tin nhập? Tôi khóc là bởi vì quý vị đã quá thương tôi. Quý vị đã có một cái tiếng reo hò đến bác Nguyễn Phú Trọng là hãy bảo vệ chị Nguyễn Phương Hằng, hãy bảo vệ chính nghĩa. Chúng ta có một niềm tin mãnh liệt về chính phủ, về những người đang lãnh đạo đất nước của chúng ta. Và chúng ta phải gióng lên một cái hồi chuông để cho các cấp lãnh đạo để mà nghe được tiếng lòng dân. Cũng như cái bài phát biểu của bác trước đó, tôi đã khóc khi mà bác đã nói trúng vào tim đen của tôi. Đâu đó là trời Phật đã phù hộ cho tôi, đã giúp đỡ cho tôi vào một cái sự chiêu cảm của tôi. Quý vị biết không, có lần tôi nói với quý vị rằng là tôi biết chiêu cảm. Tôi khi tôi nghĩ đến một người nào đó thì chắc chắn là tôi biết chiêu cảm. Và bác đã nói rằng là tất cả là vì dân. Hãy dựa vào dân và học tập nhân dân. Những cái lời lẽ của bác đó, rất lâu rồi chúng ta mới được nghe. Bởi vì đâu đó đó là chúng ta chỉ là tập trung lo làm, lo kiếm tiền. Và tôi cũng ít khi nào tôi coi báo lắm. Nhưng khi tôi nghe bác đã phát biểu, thật sự tôi xúc động. Bác nói là tòa án của nhân dân, rồi viện kiểm sát của nhân dân, công an là của nhân dân, đảng quản lý nhà nước gì đó, điều hành gì đó, đại khái là một cái bài viết rất là thấm đẫm. Mà bác là một người phải nói rằng là chúng ta có một niềm tin mãnh liệt. Bác đã phát biểu là tham nhũng là cái gì đó, đại khái là rất là nhiều, mà tôi đọc xong tôi rớt nước mắt. Và hai ba ba báo đã đưa tin, nó trúng vào cái thời điểm mà tôi tuyệt vọng và tôi đau khổ nhất. Thành ra tôi đã có một cái tâm thư ra đời để thể hiện lòng biết ơn, cũng như là cái tình cảm của tôi muốn nói lên cái tiếng lòng yêu nước của tôi và những cái khổ đau suốt 6 tháng qua. Có một cái đoạn mà tôi viết rằng là tôi đi tố giác tội phạm, mém chút tôi thành phạm tội,
quý vị ơi, tôi viết tới đó rồi tôi tự nhiên tôi khóc nức nở luôn, bởi vì tôi không thể quên, không quên cái vụ mà tôi bị nhà báo Đức Hiện á vu khống tôi là tấn công cái đài VOV á, oan nghiệt cái tôi, mà lúc đó tôi đòi tự thiêu, quý vị có nhớ không? Tự nhiên tới lúc đó tôi cảm thấy tôi nghẹn ngào mà tôi đau khổ vô cùng, tại sao có thể nào mà muốn giết chết một con người lương thiện, một con người cống hiến như tôi với anh Dũng vậy. Tôi thấy một cái sự dã man, một cái sự nhẫn tâm đến tột độ luôn. May thay lành thay là tôi đã vượt lên chính mình để tôi tồn tại đến ngày hôm nay, để tôi dẫn dắt cho quý vị thấy rằng là chúng ta phải một lòng tuân thủ pháp luật và sống nghiêm túc, nhất là trong thời điểm giãn cách này. Và chúng ta phải biết tôn trọng những ngày tháng tốt đẹp mà chúng ta đã được sống trong cái cuộc đời này, trong đất nước Việt Nam này. Và bây giờ thì tôi xin đọc cái bức tâm thư này, chính tôi sẽ đọc nha quý vị. Không biết là âm thanh không biết là có hay không, quý vị có thể lưu lại, tại vì tôi đã nghe một vài bản đọc rồi thì tôi tin chắc là quý vị sẽ muốn đích thân tôi đọc, đúng không quý vị? Quý vị thả tim cho tôi đi, quý vị khen tôi đẹp đi, tôi đọc cho quý vị nghe. Tôi đã vượt qua quá nhiều cung bậc cảm xúc trong cái drama này nha quý vị. Tâm thư kính gửi đến bác Nguyễn Phú Trọng. Kính thưa bác, con là Nguyễn Phương Hằng, xin viết tâm thư này gửi đến bác. Lời đầu tiên, con gửi lời chúc sức khỏe đến bác. Chúc bác sống lâu và mãi mãi trường thọ với chúng con, với đất nước Việt Nam này. Thưa bác, con viết tâm thư này với tư cách là một người công dân lương thiện, và đặc biệt là con yêu đất nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, vì con được sinh ra và lớn lên trên dải đất hình chữ S. Con viết tâm thư này đầy nước mắt, con muốn gửi đến bác lời cảm ơn chân thành, tha thiết. Con tin là những việc con làm vừa qua rất có ý nghĩa, vì con đã dám kiên nhẫn đấu tranh để tìm chân lý cho cộng đồng. Con đã dám vạch trần cái ác từ câu chuyện lừa đảo xưng danh thần y của Võ Hoàng Yên. Ông ấy đã đi lừa đảo khắp nơi, trong và ngoài nước. Đã có 5 người chết trong tay và biết bao nạn nhân khốn khổ vì tin nó. Sự thật đã phơi bày, và giờ đây một tập đoàn to lớn của nó gồm những tín đồ phe phản động, nhà báo hai mặt, luật sư hai mặt, kể cả một số người đang làm việc ở nhà nước, đã giúp nó và tập đoàn to lớn của nó tồn tại đến những 14 năm. Mục đích cuối cùng của chúng nó là lừa gạt đồng bào và buôn bán tiền ảo để rút ruột đồng bào dân tộc, để chuyển tiền qua nước ngoài làm chảy máu tiền của nhân dân. Và tiếp theo là câu chuyện về đạo đức, về tư cách văn hóa của nghệ sĩ đã suy đồi đến mức cũng ăn chặn tiền của người dân, đã ủng hộ tiền cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Chúng nó thi nhau kêu gọi, thi nhau ăn chặn và thi nhau làm giàu bằng niềm tin mà mọi người đã trao cho chúng nó. Chính con đã gào thét 6 tháng nay để ngăn chặn tất cả mọi hành vi tiếp theo của bọn chúng. Kính thưa bác, con là một người phụ nữ với tuổi đời 50 tuổi, không còn trẻ nhưng chưa quá già để nhận biết đúng sai, vì trái tim con rướm máu trước bao tội lỗi mà chúng nó đã đi lừa đảo đồng bào, rút ruột nhân dân, bao nhiêu thế lực đã che chở cho bọn nó để làm giàu trên xương máu của đồng bào dân tộc. Chỉ có một mình con đối đầu với bao thế lực, chúng nó tấn công con và muốn giết chết con, để con phải ngậm miệng, để con không được còn nói lên tiếng nói lòng yêu nước, yêu dân của con như yêu chính bản thân mình. Thưa bác, con là một tổng giám đốc của một công ty lớn, thương hiệu là Đại Nam, khu du lịch lớn nhất Đại Nam. Chúng con tạm gọi là thành công, chúng con mang hết thành công đó dâng hiến cho đời. Toàn bộ lợi nhuận chúng con có được dâng hiến 100% qua quỹ thiện nguyện Hằng Hữu, đã cứu sống trái tim của hàng ngàn trẻ em nghèo khổ bị bệnh tim trong cả nước, và thực hiện bao nhiêu công trình và việc làm thiện nguyện khác, tất cả xuất phát và thể hiện cho tấm lòng của chúng con dành cho đồng bào cả nước. Và chính con cũng là nạn nhân của thần y lăng băm Võ Hoàng Yên. Con thấu hiểu được các mưu hèn kế bẩn cùng với sự lừa đảo tinh vi của tập đoàn to lớn của chúng nó. Tập đoàn của chúng nó lừa đảo với quy mô quốc tế. Điểm xuất phát của chúng nó là tổ chức tôn giáo, tịnh độ cư sĩ,
tổ chức này dùng để làm vỏ bọc cho bọn cho chúng nó. Và giờ đây hàng triệu triệu người dân đã thức tỉnh thực sự trước tội ác của chúng nó. Những gì con làm, con đã làm. Những gì cần nói, con đã nói. Mục đích của con là muốn mọi người thức tỉnh, không bị chúng nó dẫn dắt bởi niềm tin ma mị, đồng bóng và thế giới tâm linh mà chúng nó ngụy tạo ra để dẫn dắt người dân lương thiện vào chốn u mê, và cuối cùng là bị chúng nó trục lợi, sai khiến và móc túi lừa đảo bằng từ thiện. Từ thiện đã trở thành một cái nghề rồi bác ơi. Từ thiện, nghe hai tiếng thiêng liêng, nhưng giá trị đã bị bào mòn bởi lòng tham vô độ, vô đối với con người. Nhiều thập niên qua, ai cũng ngỡ là ca sĩ, kịch sĩ, hài sĩ là một nghề cao quý. Thực sự nó rất cao quý với những người yêu nghệ thuật, yêu nghề, xem là cái nghiệp của mình. Ở trong phía Nam này, có một nhóm người đã mượn danh ca sĩ, kịch sĩ, hài sĩ để đi sống bằng nghề từ thiện, quyên góp tiền và lừa đảo, nhất là mỗi mùa bão lũ miền Trung. Chúng nó lấy tiền nhân dân làm của riêng, thi nhau kêu gọi và thi nhau ăn chặn. Chúng dạo bất chấp và dựa dẫm lên danh tiếng của mình để miệt thị khán giả, công chúng với những lời lẽ không thể chấp nhận được. Chúng tổ chức ra thành nhóm, tổ chức mua giải của cuộc thi và biết bao nhiêu tội lỗi để làm cho nền văn hóa nước nhà bị xuống cấp. Nhân tài thật sự thì chết với tay chúng nó. Kẻ có tiền thì không có tài, người có tài thì không có tiền. Điều kiện của chúng nó, người có tài thì không có tiền, có tài thì không có tiền. Những điều kiện của chúng nó, bọn chúng đã vùi dập không thương tiếc. Đạo đức văn hóa bị suy đồi xuống cấp, thật nhức nhối tâm can. Con đã không cam tâm đứng nhìn nên con đã gào thét suốt 6 tháng trên các kênh truyền thông. Hơn 200 bài phát biểu của con trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Và thức tỉnh mọi người. Bác ơi, yêu nước khổ vậy sao? Xin bác đừng tin con, mà hãy tìm hiểu những gì con đã trình bày. Con đã dũng cảm, dám đứng lên tố giác tội phạm. Chỉ mà suýt nữa, con trở thành phạm tội vì con quá bức xúc. Vì con chỉ có một mình, mà kẻ muốn giết chết con và muốn con ngậm miệng. Đến hơn cả 100.000 người tấn công con cùng lúc. Hiện nay con và triệu triệu người yêu nước thương dân một lòng hướng về bác với một niềm tin mãnh liệt. Bác sẽ lắng nghe và thấu hiểu cái khổ đau của người dân yêu nước như con. Và mọi người chỉ mong sao bác hãy dọn sạch những loại văn hóa suy đồi này ra khỏi cuộc sống đời thường của người dân, trả lại sự bình yên, nhất là văn hóa nước nhà cho thế hệ trẻ sau này. Sự phẫn nộ của người dân đã đi đến tột cùng với những tội ác mà con đã nêu trên. Con xin nêu đích danh một số cá nhân đã ăn chặn tiền từ thiện, tiền xương máu của nhân dân. Một, Võ Hoàng Yên và tập đoàn lừa đảo của nó. Võ Hoàng Yên tự xưng là Hoa Đà tái thế vua Lý Thái Tổ. Hai, nhà báo Đức Hiển, hiện là phó tổng biên tập báo Pháp Luật, đã vu khống cho con phá hoại đài tiếng nói VOV và tổ chức kết nối với phản động lên kế hoạch cho con đi tù. Và ông đã bị ra câu chuyện bác sĩ Khoa để gây hoang mang dư luận và kết nối với phe phản động xuyên tạc, đã bị xử phạt 5 triệu đồng. Đồng thời cũng là người kêu gọi từ thiện vào tài khoản cá nhân riêng nhiều năm nay. Các mặt báo đã đưa tin về việc này nhưng không hiểu vì sao ông ấy vẫn còn là phó tổng biên tập báo Pháp Luật. 3. Nhà báo Hằng Ni cố tình xuyên tạc, công kích, phá hoại quỹ thiện nguyện, quỹ mổ tim Hằng Hữu của con. 4. Hoài Linh. 5. Đàm Vĩnh Hưng. 6. Trấn Thành. 7. Hồng Dân. 8. Căn Khàng Mắm Tôm. 9. Công Vinh Thủy Tiên. Số 10. Việt Hương. 11. Ông Đoàn Ngọc Hải. 12. Giang Kim Cúc. 13. Đại Nghĩa. 14. Phi Nhung. 15. Mẹ Hồ Ngọc Hà. Đây là những người quyên góp vào tài khoản cá nhân và một loại tham nhũng. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Đây là một loại tham nhũng hợp pháp. Qua tâm thư này, con cúi đầu xin bác hãy lắng nghe tiếng lòng con cũng như tiếng lòng của hàng hàng triệu người dân. Mong tin cơ quan chức năng vào cuộc sớm nhất có thể để yên lòng sống và cống hiến. Qua bài phát biểu của bác, con đã rơi nước mắt và thầm biết ơn bác. Một lần nữa, con xin chúc bác được nhiều sức khỏe và mãi mãi là niềm tin mãnh liệt của chúng con. Nguyễn Phương Hằng. Tôi đã đọc xong một cái tâm thư để viết cho bác Nguyễn Phú Trọng. Và quý vị cũng biết là tôi là một người sống rất tình cảm. Tôi đã khóc rất là nhiều sau những cái ngày mà tôi đã rời khỏi quý vị 3 ngày đầu tiên.
tôi khóc rất là nhiều, gần như là một ngày tôi khóc 3, 4, 5 lần, thậm chí là hễ tôi lướt TikTok là tôi khóc. Vì sự chính nghĩa, quý vị đã cùng với tôi cũng gào hét, cũng mong là tất cả những gì chúng ta đang chiến đấu vì một đất nước tươi đẹp, vì một xã hội văn minh và phải được phát triển trong một cái sự tử tế nhất, mà mọi người phải có khả năng, trách nhiệm để giữ gìn và cống hiến. Thì tôi đã cảm động và hôm nay thì tôi đã trở lại với quý vị, không phụ lòng quý vị bằng cách là tôi phải thành công. Thành công là tôi phải đưa sự thật ra ánh sáng trước pháp luật, trước bằng những cái pháp lý, cũng như là tôi đã làm chủ cuộc chơi này và tôi sẽ không để cho quý vị thất vọng về tôi, và tôi sẽ không để quý vị phải chênh vênh chới với. Giống như câu chuyện vừa xảy ra, Công Vinh và Thủy Tề đã lên giọng tấn công vào và hăm dọa chúng ta là sẽ thưa kiện. Qua cái câu chuyện này thì quý vị rằng thấy rằng là tôi đã lật mặt. Tôi nói một lần nữa, tôi chỉ mới có màn một cảnh một, và tôi tiếp tục đi từng cái đối tượng để tôi sẽ chứng minh cho quý vị trước khi mà đợi cơ quan pháp luật vào cuộc. Và hay nhất là cơ quan pháp luật nên vào cuộc để người dân có niềm tin tuyệt đối, càng sớm càng tốt, vì cái sự thật nó quá rõ ràng rồi. Chỉ cần một đơn vị, một thủ trưởng có một công văn gửi xuống ngân hàng đề nghị sao kê toàn bộ những cái khoản mà những cái đối tượng mà đứng ra kêu gọi, thì đó thật với quý vị là đẹp nhất, đẹp nhất, hay nhất và minh bạch nhất. Chúng ta phải không phải mệt mỏi, chúng ta phải không phải đối đầu, và chúng ta không phải hoang mang nữa. Bác Tô Âm Sô đã lên tiếng, và đây là một lần nữa tôi mở đường. Tôi mở đường để cho các bác biết rằng là tôi có đầy đủ tính pháp lý để tôi minh chứng được là cái thủ đoạn nó nằm ở nơi nào, và cái cách mà để mà giấu tiền. Và biết bao nhiêu tội phạm đã dùng cái công nghệ này để giấu tiền, sau khi ở bản hạn tù ra thì có thể sử dụng được những khoản tiền mà không ai cất giữ dùm ngoài ngân hàng. Rất hợp pháp nha quý vị. Trừ khi ngân hàng yêu cầu hả quý vị, là phải sao kê hoặc là phải file down ra tất cả. Còn không thì khó lắm quý vị ơi. Nha quý vị, đây là một cái điều mà chúng ta phải học hỏi, và chúng ta phải biết rằng là có những cái điều luật trong ngân hàng để bảo vệ cái người gửi tiền cũng như bảo vệ cho ngân hàng. Họ làm đúng quy trình, đúng luật, và chúng ta phải am hiểu rằng là trong cái luật của ngân hàng nó có nhiều điều mà có khi là hôm nay quý vị mới vỡ ra là tại sao bà Hằng bà biết nhiều đến như vậy. Bởi vì tôi nói quý vị rằng là tôi có 20 mấy năm để trải nghiệm ngân hàng. Và hôm nay chắc chắn một điều là quý vị đã bật ngửa ngỡ ngàng ngạc nhiên, là quý vị đã thấy rằng là tôi đã điểm đúng huyệt. Cái này chỉ mới màn một cảnh một thôi nha. Và tôi cũng đề nghị rằng là nếu có lòng tự trọng thì Công Vinh và Thủy Tiên hãy làm hết những gì có thể đi, để giữ lại trong lòng công chúng những gì còn có thể. Đến khi quá muộn rồi thì lúc đó lại là một cái điều mà chúng ta khó mà quay đầu, bởi vì quay đầu bao giờ cũng là bờ. Đúng không quý vị? Cho nên đừng thách thức cộng đồng và đừng có mà hăm dọa cộng đồng, cũng như đừng hăm dọa tôi, bởi vì tôi là cái người công dân, tôi có đủ tư cách đi tố giác tội phạm. Đúng không quý vị? Tôi chỉ nói rằng là tôi muốn cái giấc mơ của tôi đừng thành sự thật. Nhưng mà để đừng thành sự thật thì phải có pháp luật vào cuộc để minh chứng. Còn nếu không tôi có quyền mơ. Là bởi vì sao? Có những cái điều nó bất cập, không thể tưởng tượng được. Tôi đã lý giải cho quý vị rồi đó. Tiền đang vô như sấm như chớp thì đâu có lý do gì mà nàng tiên lại kêu khóa. Đúng không quý vị? Một cái điều không thể tưởng được. Bởi vì sao? Đây là có một sự trải nghiệm và có một sự tham mưu. Nếu không đó là quá chuyên nghiệp mới làm được những cái thao tác này. Và hôm nay chính cái công văn của ngân hàng đã giúp tôi chờ đợi vào giờ, đúng giờ đúng ngày. Và cái điều hạnh phúc nhất là tôi đã mở được cái then chốt cho quý vị thấy rằng là tôi không phải là kẻ hồ đồ mà nói bậy, và chúng ta nên cần minh bạch. Nhất là tiền bạc, các người có tư cách, có lòng tự trọng là phải ra càng rõ ràng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nghèo không có tội, nhưng đi lừa đảo là có tội nha quý vị. Nghèo không có tội, đi dai đi mượn không có tội, nhưng mà lừa đảo là có tội. Mà nhất là tiền của cộng đồng thì lại càng có tội hơn nữa. Mà tiền lũ lụt miền Trung á, thì càng nhiều tội hơn nữa.